I would like somebody to witness if there's a healing has been done either the last few days or before. There's a healing, you should give thanks. God has done, give thanks. I get somebody to give thanks on healing or any other thing the Lord spoke to you that our word has been confirmed in your life. Testify the prophecy that we've given to you that you receive and it's come to pass. Trong phần này thì tôi muốn cho anh chị em có cơ hội để làm chứng. Anh chị em có thể làm chứng lại về có ai trong anh chị em nhận được sự chữa lành trên đời sống của mình. Anh chị em có thể làm chứng, có thể là trong đợt này hoặc là trong những đợt trước chúng ta học với nhau, hoặc là có lời tiên tri nào như là sự xác chứng về những điều mà Chúa đã phán trên đời sống anh chị em trước đây, xác nhận lại điều mà Chúa hướng dẫn anh chị em, thì anh chị em cũng có thể làm chứng lại điều đó trong thời giờ này, hoặc là có điều nào khác mà Chúa đã làm cho anh chị em ở trong đợt học này và trong những đợt học trước đây, thì anh chị em cũng có cơ hội làm chứng. Tú có thể dịch giúp phần này được không? Dạ, Tú sẽ dịch cho quý ông bà anh chị em. Nên xin mời quý ông bà anh chị em, chúng ta cách làm chứng là bằng cách chúng ta giơ tay lên và theo thứ tự chúng tôi sẽ mời quý ông bà anh chị em. Và người nào được mời trước thì quý vị sẽ làm chứng trước. Quý vị cứ giơ tay màu vàng lên ha. Và tôi sẽ là người mời. Và quý vị chờ một khoảng thời gian, quý vị nói xong quý vị chờ để rồi được dịch chuyển ngữ và tất cả mọi người cùng nghe dù trong tiếng Anh hay là trong tiếng Việt. Đầu tiên là xin mời anh Danh Tùng. Xin mời anh Danh Tùng mở micro. Yeah, can I like, yeah, can I hear you, Mr.? Xin mời anh nói nhỉ. Dạ, anh có thể nói được. Dạ, tạ ơn Chúa là em xin làm chứng là nhận được sự chữa lành của Chúa trong ngày hôm qua, trong cái thời giờ cầu nguyện cho chữa lành. Đó là em được chữa lành về vấn đề đau bao tử với chữa lành về vấn đề nhức đầu á, hay bị đau đầu á. Tạ ơn Chúa trong ngày hôm qua. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn. Yesterday, in the time of praying for heal the sick, I get stomach and headache. So God heal me. Praise the Lord. Yeah. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. He healed. Yeah. Okay. Anybody else? Yeah. Dạ, bây giờ xin mời người tiếp theo, đó là thầy, bên chỗ thầy Jeremy Võ. Dạ, em ạ. Dạ, xin chào thầy và cũng như là xin chào tiên tri. Cảm ơn Chúa, em xin làm chứng là Chúa chữa lành về da của em ạ. Cách đây vài tháng thì em không nhớ là tháng nào, nhưng mà lúc đó thì coi như là tiên tri khai phóng ra nói là ai bệnh về da. Thì lúc đó là coi như em hay bị nổi mề đay và nổi rất là nhiều. Và người ngứa thấy cỡ người, nhưng mà khi mà tiên tri khai phóng ra thì lúc đó em giơ tay lên là sau đó là coi như là không để ý nữa, là Chúa chữa lành lúc nào không hay luôn. Đó là cho là tặng Chúa. Several months ago, I got a disease in my skin. So at that time, you pray for me, and I get healed from a skin disease like itchy in the skin. Is it instant healing or just after a while? Ngay lập tức luôn hay là sau một thời gian thì hết thưa chị? Dạ, sau đó lúc đó nhận là khi mà nhận lấy là bắt đầu coi như sau đó là mình không có để ý nữa và chữa lại lúc nào mình không có còn hay nữa. Yeah, he received the prophet's word for her, and she just forget it, and after a while, she recognized that no more. Oh, okay. Praise the Lord. Okay. Yeah. Bây giờ xin mời bên chỗ chị Ngọc Thủy ạ. Xin mời. Amen, chào sư. Tôi cũng làm chứng về Chúa như hôm qua, tôi cũng làm chứng về Chúa là nhận dẫn sự chữa lành. Ngày tôi đau bao tử, chứ tôi bị thường thì tôi bị đau đầu, chứ đau bao tử tôi đau lắm luôn. Tôi cũng không có cũng nói cảm ơn Chúa gì, hôm qua Chúa chữa lành cho tôi, thì tôi để tháng hai tôi để ý thì tôi không còn đau nữa. Và tôi người tôi rất là khỏe, đầu cũng hết đau, tạ ơn Chúa. Phải là cái gì không? Là cái dịch trước nha cô Thủy.
I thank the Lord that yesterday on the prayer time that I got healed me from the stomach ache and headache. In the morning to up today, I check it again and I feel nothing. So praise the Lord for that. Praise the Lord. Yeah. How long shall this headache and stomach problem? Cái bệnh đó kéo dài trong bao lâu rồi ạ? Lâu rồi đó, mục sư. Mấy tháng rồi. About several months ago. Oh, she happened. I mean, she had several months problem with the stomach. Yeah. Okay. Praise the Lord. Yeah. Praise the Lord. Yeah. Yeah. Ngợi khen Chúa. Yeah. Cô, yeah, bà, cái bên cô Ngọc Thủy có muốn làm chứng gì không ạ? Nếu mà có thì xin mời mở micro. Chào, mình đang trong lòng sao vậy, nói đi. Giờ xin mở camera lên ạ. Xin mở camera lên. Cảm ơn Chúa chữa lành cho con. Thấy ổng mới bú con hơi bự rồi, nay cũng nhọn bớt rồi. Con cũng cảm ơn Chúa. Con ưa nặng cái đầu quá, chứ nó hơi mệt mệt. Cảm ơn Chúa cũng chữa lành. Bây giờ hết đau đầu chưa bà? Khỏe mà con đau không? Giờ thì hôm sáng ngày cũng có cầu Chúa giúp đỡ cho con cho hết cái đau cái đầu và thấy hết. Bà Bảy khao khát chứ? Dạ. Bà Bảy nói nhà Tư Chi coi mục sư cầu nguyện cho con các con bả theo Chúa hết. Cảm ơn Chúa. Yeah, she prayed the Lord that before the tumor in her neck bigger but now it's smaller and she get a headache but today she check it again and God heal her now. Praise the Lord. Yeah. Still the back behind, she's a tumor still. Tumor in her front neck. Yeah. Can you put a hand to them? Bây giờ cô Thủy đặt cái tay trên cái bướu cổ của cô của bà Bảy trên trên cái bướu. Yeah. Yeah. Okay. You can put. Father, we thank you for your healing power. Chào chúng con, cảm ơn Chúa vì quyền năng chữa lành của Ngài. I pray for the tumor to be fully removed. In the name of Jesus Christ. Có cầu nguyện để rồi cái bướu cổ này bị biến đi hoàn toàn trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. Amen. 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 It's God. Okay. Anybody else? Yeah. Cảm ơn Chúa. Xin mời cô Hải Yến ạ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư đã giúp đỡ tôi. Tôi bị cái bệnh tâm thần và tôi bây giờ thì Chúa chữa lành cho tôi rồi, nhưng mà tôi bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc lệ thuộc đến chết. Bác sĩ bảo là không uống thuốc là nó sẽ tái lại, và tôi cũng đã bị tái lại mấy lần, nên là gia đình tôi cũng bắt tôi uống thuốc. Nhưng mà cái hôm tháng trước là bên thứ bảy và bên mục sư Quang đó, tôi không có vào nhóm được, nhưng mà thiên tri Timôthê có bảo là bây giờ ai mà bị đang lệ thuộc vào thuốc thì giơ tay lên cầu nguyện, thì cô Susanna có nhận lãnh và truyền tại lại cho tôi sau này. Thì cảm ơn Chúa, thì hôm đó tôi cũng lấy đức tin, tôi cũng không uống thuốc nữa, và Chúa cũng cho tôi rất là bình an. Và đặc biệt là khi mà tôi phải có thuốc ngủ tôi mới ngủ được, nhưng mà tôi sợ là tôi bỏ thuốc thì tôi không ngủ được, nhưng mà Chúa cho tôi từ hôm bỏ thuốc đến nay là tối nào cũng ngủ rất là ngon, không có vấn đề gì về trục trặc về vấn đề ngủ, ngủ rất là ngon. Và Chúa cho dậy đến sáng là Chúa đánh thức dậy được và rất là khỏe mạnh bình thường. Cảm ơn Chúa về điều đó. Yeah, I used to be a mental illness. I cannot have the good mental. Last month you pray in Pastor One meeting on a Saturday. And I'm not in this meeting, but Pastor Susanna received the prophetic healing for me, and she proclaimed the healing on me. So from that time, I stopped using drug because that before I have an addiction with the drug. So I stopped using it, and the doctor said that I have to use drug until I die. But I believe in God, and I skipped the drug, the medicine. And from that, I still have a good health, and I can sleep now. Praise the Lord, yeah. So she received healing through proxy, not directly. Praise the Lord. So Pastor Susanna is the one who received on the behalf and released to her. Is that? Yes, yeah. Praise the Lord, yeah. Can I just pray over her? Yeah, yeah, mục sư cầu nguyện cho cô. Lift hands to the Lord. Tôi giơ tay lên. Thank you for her life. Chúng con cảm ơn Chúa về cuộc đời của cô.
Use her in this area of healing. Chúa xin hãy sử dụng cô trong cái lĩnh vực chữa lành. As she pray for those who have mental problem, let her use her in healing those who have mental problem. Và Chúa hãy dùng cô để rồi cô cũng cầu nguyện cho những người có vấn đề về tinh thần như của mình. Open door for her in the name of Jesus Christ. Chúa xin hãy mở những cánh cửa để cô phục vụ trong danh quyền năng của Chúa Jesus Christ. Amen, amen. But she need to get into the Word of God. Is she under some Bible school or now? Yeah, she in the Bible school in the Boston. Praise the Lord. Yeah, okay. Get yourself into the Word. God will open door. You must be strong in the Word that you can do effective ministry. Yeah, cô cứ hãy tiếp tục học lời của Chúa, đầy dẫy lời của Chúa trong đời sống của mình, và Chúa sẽ mở những cánh cửa để cô phục vụ Chúa. Amen. Yeah. So she has got this. Yeah. Anybody here in this room now, you are involved in praying for people who have mental problem. Ở trong Zoom này thì có ông bà anh chị em nào chúng ta muốn dự phần vô trong công tác cầu nguyện cho những người bị bệnh tâm thần không ạ? Lift your hands to the Lord. I release that the anointing that's here now. Yeah. Yeah. Và tôi sẽ xin hãy giơ tay của mình lên cho Chúa và tôi khai phóng sự chữa lành ngay bây giờ. You are dealing with people with mental problem. The Lord is going to use you. Hallelujah. Đặc biệt là nếu mà ông bà anh chị em đối diện với những trường hợp cần phải cầu nguyện cho những người bị bệnh tâm thần. This anointing of healing is here. Yeah, chúng con cảm ơn Chúa vì quyền năng của sự chữa lành ở đây. Let them heal those who are mentally sick, mentally unstable, Lord, in the name of Jesus Christ. Và Chúa ơi, xin hãy để cho anh em con đi ra và cầu nguyện chữa lành cho tất cả những người mà bị bệnh tâm thần, Chúa ơi. Heal by the anointing of God, hallelujah. Hãy chữa lành bằng quyền năng sự sức dầu của Đức Thánh Linh receive của Chúa. Receive it, hallelujah. Hãy nhận lấy quyền năng này. Receive it in the name of Jesus. Hãy nhận lấy sự sức dầu này trong danh của Chúa Giêsu. Amen. 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 Praise God. Praise God. Khen Chúa. So next person for testimony, yes, hallelujah. Xin mời cô Hạnh Phúc. Lift hands to the Lord, yeah. Tell, yeah, just share for him. Yeah. Bến chào quý toàn thể mục sư và con cái Chúa. Em có bài làm chứng này rất là hay. Đó là cái đợt trước cách đây mấy tháng thì mục sư Timothy là có nói cái lời tiên tri về chồng em á. Lúc đó thì em chưa có bầu. Thì mục sư nói là anh hãy vào cái vị trí phục vụ. Thế anh tuyên á. Thế cuối cùng thì anh ấy không có phải là cái người phục vụ, mà trong gia đình thì từ cơm nước chợ búa và tất cả là em làm hết. Rồi khi chăm sóc điểm nhóm thì anh chỉ có mỗi một cái việc anh chở em đi chăm sóc thôi, còn hướng dẫn chương trình hay là giảng kinh thánh hay là làm cái gì là em làm hết. Thế cuối cùng thì không hiểu sao mà đúng là độ khoảng gần một tháng sau thì em có bầu. Mà em có bầu thì em đã bị nghén quá, không ăn được, không ngủ được và cứ ói miết thôi. Cuối cùng em không làm được cái gì luôn và em cứ nằm một chỗ. Cuối cùng anh ấy bảo từ xưa tới giờ chỉ có người ta phục vụ anh thôi. Tại vì trong cơ quan thì anh ấy làm giám đốc, đi đâu là có người xách đa tác rồi. Hàng đoàn quân theo anh ấy đi thì toàn ăn nhà hàng ở khách sạn ấy. Anh không bao giờ phải phục vụ. Thế đến khi thì ở quận 12 ấy, lúc đó thì em nghén quá rồi. Thì ở thì có mỗi hai vợ chồng thôi. Thì bây giờ em đâu có làm được cái gì nữa. Đi là lảo đảo rồi. Nghén quá rồi. Thế cuối cùng anh đi chợ, không biết làm gì. Nấu không biết nấu cái cách nào. Xong cuối cùng thì đến khi em ăn rồi thì em lại bị ói nữa. Rồi anh mới phải giặt đồ, phải đi chợ, phải nấu ăn và phải phục vụ hết. Xong rồi thì em chăm sóc một điểm nhóm ở Nhân Trạch rồi. Ba điểm nhóm dạy kinh thánh trực tiếp ở trên laptop á. Hai ca tối, một ca chiều. Thế cuối cùng thì em cũng không ngồi dậy được và toàn bị nghẹt thở rồi. Bởi nó nghén quá. Thế xong rồi bảo anh Tuyên ơi, thôi bây giờ là em chịu rồi đấy. Một là giao cho người khác, hai là anh làm. Mà vì là anh ấy biết là em truyền giáo từ đầu thì em cưu mang. Thế cuối cùng anh bảo thế thì thôi anh cố gắng vậy. Cuối cùng anh quay như trong chóng luôn. Anh bảo nhớ rồi, tiên tri Timothy nói là anh phải trở thành người phục vụ. Phục vụ từ cái nhỏ cho đến phục vụ cái lớn. Mà chưa bao giờ cuộc đời anh phải chăm em. Chưa bao giờ anh phải biết nấu ăn rồi bê đồ ăn lên cho vợ, mà chỉ có vợ làm thôi. Rồi chưa bao giờ anh biết đi chợ rồi mua con cá, mua cái thịt. Đi ra ngoài xã hội thì chỉ có người ta xách tặng ta táp cho anh ở khách sạn thôi. Bây giờ anh làm thế này nó thật đối với anh quả là một cái điều quá khó khăn.
Nhưng mà cảm ơn Chúa là lúc đấy thì tiên tri Timothy mới làm chứng là anh phải vào vị trí phục vụ rồi Chúa sẽ nhấc anh lên. Xong cuối cùng em thì em mệt rồi, em thở không nên hơi rồi, mà nghén gì đâu mà nghén những 6 tháng. Bây giờ đến tháng thứ 8 rồi vẫn còn nghén nữa, vẫn mệt. Chỉ có ở nhà thôi, nhưng mà được cái là dạy được mấy lớp buổi tối. Còn anh ấy thì đi chăm sóc điểm nhóm ở Đồng Nai. Anh bảo ui, anh băn khoăn quá giảng, không biết giảng luôn. Bây giờ anh không biết làm nào luôn, nhưng mà anh cứ cố anh làm. Làm xong về hôm nào thở hôm đấy, ở đấy xong thì xong một nhiệm vụ rồi em ấy khỏe nhanh nhanh rồi em làm. Thế cảm ơn Chúa là mục sư tiên tri Timothy ấy, đã nói cái điều đó. Đó là điều thứ nhất. Em làm chứng là cuối cùng nhờ một lời tiên tri đó mà cuối cùng anh cứ cố. Thì bây giờ anh ấy làm rất là tốt. Cứ thứ 3, thứ 7, thứ 4, thứ 6 là anh ấy tự giác, anh ấy dạy học, tự giác chăm sóc điểm nhóm một mình luôn. Bởi vì em đi xa này em không đi không được, mà đi ở đó những 25 km lận. Thế cái điều số 2 ấy là lúc đó tiên tri nói em là tôi không biết cuộc đời cô như thế nào, nhưng mà cái bài hát này là Chúa dành cho cô. Mà cái bài hát này là cái bài hát, cái người thứ hai và nhận lãnh bài hát này đó là cái bài hát Tâm tôi rầy văng vẳng, linh âm giai điệu á. Thì nói thật chứ từ ngày em theo Chúa đến giờ cả mười mấy năm giờ em chưa bao giờ biết cái bài hát này luôn. Xong đến khi em mới nhắn cho mục sư nuôi nè, mục sư nhắn cho em cái bài hát đấy em quên rồi, em có bao giờ em hát mà cũng không bao giờ biết chứ không phải là quên. Thế xong cuối cùng mục sư mới nhắn lại cho em là cái lời bài hát, thì em sẽ đọc sơ qua cái này. Nó rất là tuyệt vời luôn, đúng một lời tiên tri đến từ Chúa. Tâm tôi rầy văng vẳng, linh âm giai điệu Giê-xu luôn xe xẽ ca ngâm. Đừng kinh sợ chi có ta đương lo liệu, trầm bổng trên cuộc thế thăng trầm. Cái đoạn số 2 này. Tôi xưa bị tan vỡ bởi chính ma quyền, nhịp lòng do đau đớn sai xa. Mọi dây đàn xưa đứt Chúa nối cho liền, rồi gảy thăng trầm khúc nhã ca. Số 3. Nay chung cuộc ân điển vui muôn đời, được bình tĩnh trong cánh Giê-xu. Tôi hằng trông mặt Chúa chúm chím tươi cười, là cớ tôi mừng hát thiên thu. Đôi khi Ngài đưa dắt qua cơn ba đảo, dọc đường gặp thử thách ngăn trở. Dầu lên đèo xuống dốc, xuống thác qua hào, nhìn dấu chân Ngài trước sờ sờ. Nay mai Giê-xu tiếp rước tôi về, vượt trùng trùng tinh tú bay tới, cùng nhau vào tân thế giới rất ly kỳ, cùng Chúa ca trị đến muôn đời. Thế là lúc đấy mục sư Timothy nói em là tôi không biết cuộc đời cô như thế nào, nhưng mà Chúa cho tôi cái bài hát này nói với cô. Thế thì đến khi mà em đọc xong em rất là bất ngờ luôn. Em đúng thật sự là cuộc đời em nó là như vậy. Thế xong cuối cùng thì sau đúng mà độ khoảng 3-4 tháng thì xảy ra đúng như cái điều mà cái đoạn số 2 là xưa dây đần kia đứt Chúa nối cho liền á. Cái trước đó mà là hôn nhân em tan vỡ vì em theo Chúa và người kia quyết định thờ cúng rồi. Bỏ em á, thì con cái là bị xa mất 9 năm mà tuần nào em cũng phải đến thăm con á. Sau đó thì tự nhiên trước đó một tháng là bố nó gọi em về, gọi ba mẹ con gọi bốn người đấy, một gia đình nhé, để nói chuyện. Thế nói nó là bố nó nói em là nói với hai đứa trẻ, bây giờ hai đứa trẻ chỉ được chọn là một là bố, hai là mẹ. Nếu chọn bố thì phải thờ cúng ông bà tổ tiên, còn chọn mẹ thì chỉ có cái nhà trọ đó với cả cái quân với cả thiên đường thôi. Bây giờ các con chọn hai, mà trong khi con em mới có 10 tuổi, 12 tuổi. Thế sau đó thì tự nhiên hai đứa nó bảo, nó xui nhau, nó ra nó bàn nhau, nó bảo em ơi, cái thằng lớn á, bây giờ chọn mẹ tốt hơn, bởi vì tuy mẹ không có gì nhưng mẹ có Chúa, có thiên đường, thôi mình về với mẹ. Mà trong khi nó xa em là 9 năm. Thế xong em rất là bất ngờ luôn. Mà lúc đó thì cũng vẫn là có bầu, vẫn đang mệt nữa. Thế là cuối cùng cảm ơn Chúa, đúng là Chúa nối cho liền. Thế mẹ con là được về ở với nhau là hơn một tháng rồi. Cảm ơn Chúa. Yeah, I praise the Lord for two reasons. The first one is about my husband. Before my husband not serving anything because he's a boss in the companies and everyone have to serve him. But when you prophesy to my husband that he have to serve
And he keep this word from the Lord, and he stopped serving me, serving the church, serving me, and praise the Lord that I see the change in my husband. And I after you profess this one for long before you profess this, we get married and we still not had a child. But after you profess to my husband that he had to serve, and after that he served, and I get a baby. Oh, praise the Lord. The most thing is husband is now involved in the ministry of serving the church, serving many small group, and also serving me also. Wow. This is the first reason to praise the Lord. And the second is before you prophesied to me about the song, it's like he keep me singing or something. This song that I feel that my life is like this song, and I get encouraged a lot about this prophecy. Praise the Lord. Songs, I don't remember. Yeah, something like that. Praise the Lord. Yeah. Okay. Yeah. Anything else? Cảm ơn cô Hạnh Phúc. Cho em thêm 30 giây nữa. Cầu nguyện cho em với cái người kia nợ em gần 1 tỷ, nhưng mà họ cứ hứa hết ngày này đến ngày nọ. Họ nợ em 6 năm rồi, họ chưa có chịu trả đó. Bây giờ em sắp sanh rồi, em cần tiền. Nên cầu nguyện cho người đó tên là Xuân Hoa trả tiền cho em với. Yeah, and I want to testify one more thing that I and my ex-husband separate because he don't want to follow the Lord. And my children are very, very young, like 10 years old, and the father said that if you choose to go with your mom, you don't have any heritage, any money or something. But my children decide to follow, go with me and follow the Lord, praise the Lord for that. And I want to ask you to pray for me that because that other people rent me a lot of money, like about $1 billion Vietnam dong, and and he for about 6 years she's not pay me back, like okay, return that's to that. Me. Can we pray? Yeah, but that's a word for you actually before you testify. Yeah, cũng có lời cho cô Phúc. Yeah, the Lord called you to preach the gospel, my sister. Chúa kêu gọi cô trở thành người giảng tin lành. Yeah. Preach the gospel. Be a giảng tin lành. Chúa ngài sẽ ban phước cho cô. Father, I thank you Lord for restoring her life. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa về ngài phục hồi đời sống của cô. Thank you Lord for this word spoken over her life and her family. Cảm ơn Chúa về những lời được nói ra ở trên đời sống của cô và gia đình của cô. It's all for your glory, all honor, glory back to you Lord. Nguyện ngợi vinh hiển và vinh quang thuộc về ngài, Chúa ơi. And I pray for this, my sister and her husband and the family. Và con cầu nguyện cho người chị em con, người chồng và cả gia đình. They can always say, me and my household, we will serve the Lord. Để rồi họ có thể luôn luôn nói rằng là ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. And Lord, you call her to preach the gospel, open door for her, Lord. Và Chúa ơi, ngài kêu gọi cô trở thành người giảng tin lành, xin Chúa hãy mở đường cho cô. And we have a matter now to lay before you. Và Chúa ơi, chúng con đến trước ngài. Yeah, money owing to my sister. Cái người mà đã nợ tiền của người chị em con. We ask it to be returned to her. Và con cầu nguyện Chúa ngài mở đường để rồi cái số tiền đó được trả lại cho cô, tất cả những gì mà kẻ trộm cướp của cô. When the thief has to return, he has to return sevenfold, Lord, in the name. Thì cái người đã thì kẻ trộm đã lấy mất thì người đó phải đền bù lại gấp 7 lần, thưa Chúa. Amen. 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 So yeah. Praise the Lord. Yeah. We have yeah. Any more? No more. Anh chị em còn còn ai muốn làm chứng không ạ? Yeah, I just want to see what the Lord want to do now, but okay. We have about 5 to 6 people, mostly talk about healing. Và chúng ta có 5 hoặc là 6 người thường nói về sự chữa lành. So I want all of us here to understand God is a healer. Và tôi muốn anh chị em chúng ta biết rằng là Chúa là đấng chữa lành. Yeah. You know what considered be difficult, the Lord can do. Cái điều rất là khó Chúa cũng có thể làm được. I reckon one of the hardest to heal is the mental sicknesses.
Và tôi có thể nói rằng là cái điều mà rất là khó để mà được chữa lành đó là cái chữa lành bệnh tâm thần. For me, cancer is not so problematic, but mental sicknesses could be one of the headache, one of the problems. Đối với tôi đó thì cái vấn đề chữa lành về ung thư không phải là cái gì quá lớn, nhưng mà vấn đề chữa lành về cái bệnh tâm thần thì nó cũng là một cái vấn đề. I always explain the Lord has taken many stripes on his body. Và tôi luôn nói với anh chị em đó rằng là Chúa là mang lấy rất là nhiều cái vết thương trên thân thể của Ngài. I used to think he took 39 stripes. Thường thì tôi nghĩ rằng là Chúa phải chịu 39 lần đòn. Now I learn more than that because 39 stripes given by the Jewish people is according to the law of Moses. Nhưng mà bây giờ tôi biết rằng là nó còn hơn 39 lần đòn nữa anh chị em, bởi vì 39 lần đòn chỉ là cái luật lệ của người Do Thái được ban cho qua Môi-se mà thôi. But the person, those people who whipped the Lord Jesus, they were not Jewish, they were Roman soldiers. Nhưng mà cái người mà đánh đòn Chúa Giê-xu thì không phải là người Do Thái mà là những cái quân lính của La Mã. And the Roman soldiers are very hardened soldiers. Và những cái quân lính La Mã là những cái người rất là tàn bạo. And each time they do something, they punish, they want to show to the world, don't you dare to defile the Roman Empire, you will get punished, and you punish severely. Và mục đích của cái việc đánh đòn của họ đó là làm làm cho những cái người khác biết rằng là nếu mà các ngươi mà gây sự với chính quyền La Mã là các ngươi sẽ bị đánh đòn như vậy. So we do not know how many whipping the Lord Jesus has received. Và cho nên chúng ta không biết rằng là bao nhiêu cái lằn đòn Chúa Giêsu phải chịu. So every whip you and I receive is a root of a sickness and diseases today in the world. Và chúng ta có thể hình dung rằng là những cái vết thương, những cái lằn đòn mà Chúa Giêsu chịu đó, thì mỗi cái vết thương đó là một cái gốc rễ của cái bệnh tật ở trên thế giới này. So that healing is provided for any sort of sicknesses, named and unnamed, found and unfound today. Cho nên những cái vết thương của Chúa Giêsu chịu đó là Ngài gánh thay cho tất cả những cái bệnh tật ốm đau có thể được gọi tên hoặc là không thể gọi tên, không biết tên đó là gì. So by the stripes of Jesus, we were healed. Cho nên chúng ta biết rằng là nhờ những vết thương Chúa Giêsu chịu, những lằn đòn Chúa Giêsu chịu thì chúng ta đã được chữa lành. Man, everything the Lord did is for something, some purpose. Tất cả những gì mà Chúa làm á thì Ngài cũng phải làm vì một cái mục đích nào đó. Yeah, he died on the cross of Calvary to take away our sin. Ngài chết trên thập tự giá trên đồi Calvary để mang lấy tội lỗi của chúng ta. And he was whipped and he was wounded is for our healing. Ngài bị đánh đòn và Ngài bị thương trên thân thể của Ngài là để mang đến sự chữa lành cho chúng ta. If you believe, you receive the healing. Và nếu mà chúng ta tin thì chúng ta có thể nhận lấy cái sự chữa lành. Like I say all the time today, we have problem with healing is because we have always run to the doctor the first time. Một trong những cái lý do ngày nay chúng ta gặp vấn đề với sự chữa lành đến từ nơi Chúa đó, đó là mỗi lần chúng ta bị bệnh thì chúng ta ngay lập tức chạy đến với bác sĩ. There are many medicines that are available today to heal the people. Có rất là nhiều cái loại thuốc ngày nay được chế ra để mà chữa lành cho con người. From Western medicine, when you take a medicine, usually there will be side effects. Và đối với thuốc Tây đó thì chúng ta khi mà dùng thuốc Tây đó thì có những cái tác dụng phụ. So when you receive the healing of the Lord, there's no side effect. Nhưng mà khi mà chúng ta nhận lấy sự chữa lành từ nơi Chúa thì không có tác dụng phụ. And besides, we don't have to pay anything. Hallelujah. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng không cần phải tốn tiền để mà mua thuốc. You have to, don't have to pay money and you get no side effect. Và chúng ta không cần phải trả tiền mà chúng ta cũng không có tác dụng phụ nữa. Amen. Amen. And so by the stripes of you and I were healed. Cho nên nhờ những vết thương, những lằn đòn Chúa Giêsu chịu thì chúng ta đã được chữa lành. Amen. How comes when the sickness come? Thì bệnh tật nó đến bằng cách nào đây? Sickness come when death came into the world. Bệnh tật nó đến khi mà cái sự chết bước vào trong thế gian này. And when did death come into the world? Và khi mà cái sự chết đến trong thế gian này. When Adam and Eve sinned against God by disobeying him on one command. Và đó là khi mà Adam và Eva phạm tội chống nghịch lại Chúa khi họ đã phạm một điều răn duy nhất mà Chúa ban cho họ lúc đó. It was told by God to not partake, not they. He, Adam was told by God not to partake from the tree of knowledge good and evil. Và Chúa đã cho họ cái điều răn đó là Adam không có được họ không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. When you partake that, you will surely die. Và Chúa nói rằng là nếu mà con ăn trái cây đó thì chắc chắn con sẽ chết, trong sự chết con sẽ chết. That is the Hebrew word, you will die two times.
Và ở trong từ tiếng Hebrew thì đó là cái từ chết được lặp lại hai lần. First time Adam and Eve died with a spiritual death. Cái từ chết đầu tiên đó là cái chết thuộc linh. Because this obedience will bring separation from God. Và bởi vì cái sự bất tuân đó nó sẽ mang cái sự xa cách đến chia rẽ con người với Đức Chúa Trời. And for Adam we know he died above 930 years he died and he died physical death. Và đối với Adam đó thì khi mà ông 930 tuổi đó thì ông chết về mặt thuộc thể của ông, thân thể của ông. Yeah. So death were before death comes sicknesses and diseases and infirmities. Và trước khi mà sự chết thuộc thể đến thì có những cái bệnh tật ốm đau đến trên thân thể của con người. You look at the moment, look at the little baby when you got teeth after a while, got rotten teeth, that is a sign of decay, a sign of sicknesses and disease, some of the fall of creation. Và khi mà chúng ta thấy em bé đó, nó mới sinh ra, nó có những cái vấn đề về sức khỏe của nó, thì đó là cái hậu quả của cái sự sa ngã ở trong cái sự của con người. Therefore, we have sicknesses and diseases and infirmity today. Cho nên là chúng ta cũng có những cái bệnh tật ốm đau trên thân thể của chúng ta ngày hôm nay là nguyên nhân là như vậy. If you study the ministry of the Lord Jesus Christ, he has done a lot of healing, a lot of deliverance, and a lot of preaching. Và khi mà chúng ta học về chức vụ của Chúa Giêsu trên đất á, thì Ngài làm rất là nhiều công tác như là chữa lành này, giải cứu và giảng dạy lời của Chúa. So we follow the same example when you are a Bible school student, you want to serve God, you preach, you do deliverance, you do healing. Cho nên là cái người học việc Chúa là học viên của Kinh Thánh, học trò của lời Chúa đó thì chúng ta cần phải làm giống như Chúa Giêsu đã làm, đó là chúng ta cần giảng tin lành, chúng ta cần chữa lành cho mọi người và chúng ta cần giải cứu cho mọi người. Even the Lord Jesus and the Lord Jesus heal, he doesn't heal all the time 100%. Và thậm chí Chúa Giêsu chữa lành đó thì không phải lúc nào Ngài cũng chữa lành 100%. Some did not get healed because of unbelief. Bởi vì một số người họ đến họ nhận muốn nhận sự chữa lành nhưng mà là họ không tin cho nên họ không có được lành. But we cannot say each time somebody don't get healed is because they are unbelief. Nhưng mà chúng ta không thể nói với những người khác rằng là anh không có được chữa lành bởi vì anh không có tin. It could be you, the man of God, the woman of God has got unbelief. I got sin in your life, therefore you cannot heal the person. Cũng có thể là cái lý do cái người hầu việc Chúa đó có những cái vấn đề về cái tội lỗi trong đời sống của họ nên họ không có thể chữa lành được người khác. Sometimes the person didn't get healed is not because of the person, it's because of you, the person who minister healing. Đôi khi cái người ta không được chữa lành khi mình phục vụ cho họ, đó là vấn đề không phải là ở chỗ họ mà vấn đề là ở chỗ chúng ta bởi vì chúng ta có cái vấn đề với Chúa. And sometimes you don't get healed because of hindrances to healing. Đôi khi chúng ta cũng không được chữa lành bởi vì có những cái sự ngăn trở đến cái sự chữa lành đến. One of the greatest hindrances to your healing is unforgiveness. Một trong sự ngăn trở lớn nhất khiến cho sự chữa lành không đến đó là cái sự không tha thứ. So those of you who have sicknesses for a long time, maybe you should check the Lord. Is there any sin in your life, any unforgiveness in your life? Nên nếu mà chúng ta có những cái bệnh tật ở trong đời sống của chúng ta mà nó kéo dài lâu ngày quá rồi đó thì chúng ta phải kiểm tra với Chúa rằng là có những cái tội lỗi nào mà chúng ta chưa xưng với Chúa hay không, hay là có những cái sự không tha thứ nào mà chúng ta chưa tha thứ không. And many times the person the Lord brings a person home. Có một số người thì Chúa để cho người đó quay trở về nhà. That because the Lord wants, because the best healing is to be with the Lord. Tức là trở về với Chúa đó, bởi vì cái sự chữa lành tốt nhất mà chúng ta biết đó là khi mà trở về với Chúa chúng ta nhận lại cái sức khỏe tốt nhất. Because when you go with the Lord, there's no more sicknesses, no more diseases, no more infirmities. Bởi vì khi mà chúng ta trở về với Chúa đó thì ở đó sẽ không còn có bệnh tật ốm đau nữa. Amen. So sometimes why you want to stay on earth when it's better to go home? Cho nên là đôi khi chúng ta về nhà với Chúa thì tốt hơn là chúng ta ở trên đất. And some of you may ask me, what happened to my family? Who's going to look after them when I'm dying and in heaven? Và một số người trong số anh chị chúng ta có thể nghĩ rằng là đối với gia đình của mình thì sao? Khi mà mình chết, mình lên thiên đàng rồi thì chuyện gì xảy ra với họ đây? The Lord is a provider. Anh chị chúng ta phải nhớ rằng Chúa chính là đấng cung ứng. He's a better provider than you can ever be. Ngài là đấng cung ứng tốt hơn anh chị em rất là nhiều. So we trust the Lord. We bring you home. He knows what he's doing. Và chúng ta tin cậy Chúa rằng khi mà Ngài đưa chúng ta về với Ngài trên thiên đàng thì Ngài biết Ngài cần phải làm gì với gia đình của chúng ta. Man, and that the other reason why sometimes you are not healed. Và một cái lý do nữa đôi khi mà chúng ta không có được chữa lành.
It's because you have compromised what God's law has given to us. Bởi vì chúng ta đã thỏa hiệp đối với những cái điều răn mà Chúa truyền cho chúng ta. Because in Exodus chapter 15 verse 26, I am Jehovah the healer. Và ở trong xuất hành chương số 15 và câu số 26 nói với chúng ta rằng là ta là Jehovah đấng chữa lành các con. The Lord has the conditions. Chúa có một cái điều kiện. He said, if you didn't hearken to my law, my statute, and so on and so on. Đó là chúng ta cần phải tin cậy Chúa. That means you have not obeyed. Tức là chúng ta cần phải giữ lấy cái điều răn của Chúa. When you disobey, God cannot be your healer because you're disobedient. Nếu mà chúng ta không giữ điều răn của Chúa, chúng ta không vâng lời Ngài, thì chúng ta Chúa Ngài không có thể chữa lành chúng ta bởi vì chúng ta đã không vâng lời Chúa. So like I said to you, it could be a sin in your life, it could be unforgiven in your life. Cho nên tôi nói với anh chị em là nếu có cái tội lỗi nào hay có sự không tha thứ nào trên đời sống của anh chị em, and other area we have missed out, thì anh chị em cần phải xử lý điều đó. Yeah, because in the Old Testament there is a law of diet. Và có một cái vấn đề nữa mà chúng ta cũng cần phải xử lý đó, đó là cái vấn đề ăn uống của chúng ta. I'm not promoting this law of diet to you now. Và tôi không có khuyến khích anh chị em, ý là không có giới thiệu cho anh chị em về cái việc ăn uống như thế nào. Because we are free to eat anything now. Bởi vì Chúa đã ban cho chúng ta cái sự tự do để chúng ta được ăn những cái tạo vật của Chúa. Except food offered to idol. Trừ những cái thức ăn được cúng của cúng thần tượng mà thôi. Yeah, the reason why we don't take food offered to idol is one simple reason. Cái lý do mà chúng ta không ăn của cúng thần tượng nó là như thế này. We don't stumble other people who look at us, because for them, when food offered to idol will cause them to be have and they will be they have no they have less faith in God because they say how can they take food from the idol? Cái lý do chính đó là bởi vì chúng ta không có muốn gây vấp phạm cho người khác, bởi vì nếu mà cái người yếu đức tin, những cái người mới tin Chúa họ không có hiểu được biết lẽ thật đó, thì họ có thể nghĩ rằng là tại sao mình là người tin Chúa mình được ăn đồ của cúng như vậy, và họ cũng bị cám dỗ để họ ăn, và kết quả là họ bị phạm tội với lương tâm của họ. People can be stumbled because of your belief. Nhiều người sẽ bị vấp ngã bởi vì cái niềm tin của chúng ta là như vậy. Yeah, we don't have to worship on the Sabbath day. We can eat anything we want, but we have to watch out we don't stumble other people. Chúng ta không cần phải nhất thiết là phải thờ phượng vào ngày thứ bảy, và chúng ta cũng có thể ăn được tất cả những cái gì mà Chúa ban cho chúng ta ăn, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận để rồi chúng ta không gây phấp phạm đối với những người khác. Amen. And then God can always provide you other food that you don't need to be stumbling to other people. Và Chúa có thể cho chúng ta rất là nhiều thức ăn khác để chúng ta ăn, để mà chúng ta không cần phải gây vấp phạm với người khác. And we don't take blood. Và chúng ta cũng không ăn huyết. Like I mentioned yesterday, we don't have time to talk about blood today, but life is found in the blood. Và tôi đã nói với anh chị em điều này trước đây rồi, nhưng mà chúng ta sẽ không nói sâu vào điều này ngày hôm nay, bởi vì sự sống ở trong huyết. In blood, Leviticus chapter 17 verse 11, is blood who makes atonement for your soul. Và cái huyết ở trong sách Lê Vi Ký cho chúng ta biết rằng là nó làm cái gì cho cái linh hồn của chúng ta. So when you study the book of Leviticus as far as dietary law is concerned, you find that actually it's quite in line with the modern science talk of a diet. Khi chúng ta nghiên cứu về cái vấn đề ăn uống ở trong Cựu Ước thì chúng ta thấy là nó có thể thương đồng một chút nào đó với cái cách thức cái những lời khuyên của những chuyên gia về ăn uống trong thời hiện đại. Basically, they talk about unclean and clean animals. Clean animals you can take, unclean you cannot take. Cơ bản thì cái vấn đề ăn uống ở trong Cựu Ước nói về vấn đề thức gọi là tinh sạch và không tinh sạch. Những cái điều mà tinh sạch thì chúng ta được ăn, và không tinh sạch thì chúng ta không được ăn. And the so-called unclean animals are related to the meat, the food that give you higher cholesterol. Và những cái thức ăn không tinh sạch đó thì nó thường đem đến nhiều cholesterol. For example, you talk about prawns or shrimps. Chẳng hạn như là con tôm. Amen. Also, all these are higher cholesterol than normal food. Therefore, we don't take it because it is against the dietary law. Nếu mà chúng ta thấy biết rằng là cái vấn đề nó có nhiều cái cholesterol quá thì chúng ta không ăn, bởi vì nó đi trái ngược với lại cái nguyên tắc ăn uống mà chúng ta nên cần để có một cái sức khỏe tốt. But the other law we must be mindful is called the Sabbath law. Và chúng ta cũng có một cái luật nữa mà chúng ta cần phải nhớ, đó luật của ngày Sa-bát. When we talk about Sabbath law, we talk about actually rest.
Và chúng ta khi mà nói về luật của ngày Sa-bát thì không phải là cố gắng giữ chính xác ngày thứ bảy, nhưng mà là nói về cái vấn đề nghỉ ngơi của chúng ta. It's one of the Ten Commandments commanded by Moses to the children of Israel. Và đó là một trong những cái điều răn mà Môi-se đã truyền lại cho con dân Israel. In the New Testament, we don't have to follow the Sabbath law. Ở trong thời Tân Ước này thì chúng ta không cần phải tuân theo cái luật pháp của Do Thái về ngày Sa-bát. Amen. In other words, you don't have to follow strictly the Jewish law from on the Sabbath day. You cannot do this. You cannot. You must go to church and so on. Và nó giống như kiểu là chúng ta không có cố gắng tuân giữ một cách chặt chẽ, nghiêm ngặt cái luật của Sa-bát của người Do Thái, giống như kiểu là phải đi nhà thờ vào cái ngày đó hay là như thế nào đó. All the nine commandments in the Ten Commandments are found to be obeyed to even in the New Testament. Và 9 trong số 10 điều răn của 10 điều răn của Chúa đó là chúng ta được tìm thấy ở trong Tân Ước rằng là chúng ta cần phải tuân giữ. Except the Sabbath law. Trừ cái luật về ngày Sa-bát. So what is the Sabbath meant for us today? Và cái điều mà cái luật Sa-bát đó nó áp dụng với chúng ta ngày nay. Few things is the law of rest. Và đó là cái luật của cái sự nghỉ ngơi. I don't think God need rest, but because he wants us to learn how to rest and learn how to worship on the Sabbath day, therefore he instituted Sabbath. Và Chúa ngài không phải là ngài mệt cho nên ngài cần nghỉ vào ngày Sa-bát, nhưng mà ngài quan tâm đến sức khỏe của chúng ta, cho nên ngài muốn chúng ta nghỉ ngơi để mà phục hồi sức khỏe của chúng ta. Amen. So in the day of Sabbath, you rest from your work so that you can rest your body and at the same time back with your family, back with your community of believers and worship God to celebrate God together. Cho nên trong cái ngày nghỉ của chúng ta đó thì chúng ta nghỉ ngơi để hồi phục sức lực của mình, và chúng ta cũng có thể nhóm họp lại với những anh em cùng đức tin để rồi chúng ta cùng thờ phượng Chúa và xây dựng đức tin của mình. But that's the physical rest that needed by every human being. Và đó là cái sự nghỉ ngơi về thân thể mà tất cả những con người chúng ta sống trên đất này cần phải có. Many people fear this area. Và rất là nhiều người thất bại trong cái lĩnh vực này. I only learned this in the time of COVID-19. Và tôi chỉ có thể học được điều này khi mà COVID đến. Yeah, in COVID, before COVID-19, I sleep very little, maybe 4.5 to 5 hours every day. Trước khi COVID đó thì tôi ngủ rất là ít, chỉ còn có khoảng là 4 tiếng rưỡi đến 5 tiếng một ngày mà thôi. And I don't have the afternoon nap, Pastor Nam, Pastor Noah can confirm. Và tôi không có ngủ trưa như anh chị em đâu. Amen. So, but then when after I studied Psalms 103 for teaching how to handle COVID-19, I realized that is the Exodus chapter 19:26 talk about the law of rest. I failed. Yeah. Và khi mà tôi đến cái thời COVID đến đó là tôi bắt đầu học được cái bài học về cái sự nghỉ ngơi này ở trong thì khi mà tôi nghiên cứu về Thi Thiên 103. Và tôi phát hiện ra rằng ở trong Xuất Hành chương số 19 nói với chúng ta về cái luật nghỉ ngơi đó, thì tôi thấy mình đã bị thất bại, không có giữ được cái luật nghỉ ngơi đó. When our immune system is really determined by the way we rest our body, the food we take, the water that we consume. Và cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó được duy trì một cách tốt khi mà chúng ta có một cái chế độ ăn uống tốt nè, chúng ta nghỉ ngơi đủ và chúng ta có ăn uống tốt. You may take the right diet, you may have the right amount of water, but you fail to sleep enough, then you are actually sabotaging the immune system, then you are not entering the rest God commands us to do. Nếu mà chúng ta ăn uống tốt, mà ăn tốt, uống tốt, mà chúng ta lại không có nghỉ ngơi đủ đó, thì chúng ta đang đặt mình vào cái chỗ là làm suy giảm cái hệ thống miễn dịch của chúng ta, và rồi cuối cùng chúng ta không có nhận được cái sức khỏe tốt nhất mà Chúa ban cho mình. Amen. 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 So for God to be operational, the condition is that we need to take care of the obedience. Cho nên đối với những cái điều răn của Chúa đưa chúng ta, thì chúng ta cần phải cẩn thận giữ lấy những cái điều răn Chúa dạy. And I think that make sure that you don't sin. You ask God for forgiveness when you sin. Và rồi nếu mà chúng ta có phạm tội thì chúng ta cần phải ăn năn xưng tội mình với Chúa và để nhận lấy sự tha thứ mà Chúa ban cho mình. And take the right. Then the next rest you need to remember is the law of rest. That means you make sure your immune system is working. Và điều tiếp theo đó là chúng ta cần phải nhớ cái điều răn của Chúa về cái sự nghỉ ngơi để rồi cái thân thể của chúng ta được phục hồi và hệ thống miễn dịch của chúng ta được tăng cường. The right style of food, enough
fluid for your life. Ăn những cái thức ăn mà nó lành mạnh cho thân thể của chúng ta. And sleep, hallelujah. Và nghỉ ngơi, ngủ đầy đủ, ngủ đủ giấc. And then Lord will become your Jehovah Rapha. Và lúc đó chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa là Jehovah Rapha của chúng ta là như thế nào. And by the word Rapha, it means a physician. Và cái từ Rapha có nghĩa là vật lý. Isaiah chapter 53 talk about also Rapha being mentioned, and he also means the Lord is our physician. Và ở trong Esa thì nói với chúng ta rằng cái Chúa là đấng chữa lành của chúng ta, Chúa là bác sĩ của chúng ta. Amen. Yeah, because Isaiah chapter 53 talk about God saving us by saving us from our sin, saving us, or also healing us our sickness and diseases. Bởi vì ở trong Esa chương số 53 nói với chúng ta rằng là Chúa là đấng chữa lành cho chúng ta, cũng chữa lành khỏi mọi bệnh tật của chúng ta và gánh lấy mọi sự đau khổ của chúng ta. Just before the break, the Lord asked me to ask you testify for a reason. I didn't know why. Và trước cái giờ nghỉ giải lao của chúng ta đó thì Chúa nói với chúng ta, nói với tôi rằng là con phải nói với mọi người là làm chứng lại. Lúc đó tôi không có hiểu lý do tại sao. For my idea is that you testify about your healing, testify about the prophecy. Ở trong ý tưởng của tôi đó là tôi nghĩ rằng anh chị em sẽ làm chứng về cái sự chữa lành, làm chứng về những cái lời tiên tri được nói ra. Out of a few, only one on prophecy, the rest about healing. Nhưng mà những anh chị em làm chứng đó thì có một cái lời chứng liên quan đến vấn đề nói tiên tri về sự chữa lành. Amen. In other words, the Lord wants me to talk about healing now. Và hay nói cách khác đó là Chúa ngài muốn tôi nói với anh chị em về sự chữa lành. Amen. Healing is always in my heart. Cái sự chữa lành là nó ở trong lòng của tôi. Because when I first accepted the Lord Jesus Christ 33 years ago, bởi vì lần đầu tiên mà tôi tiếp nhận Chúa cách đây 33 năm trước. What he has done for me, two things. Và ngài đã làm cho tôi hai điều. He gave me the peace which surpasses all understanding. Và điều thứ nhất đó là ngài ban cho tôi sự bình an, và anh chị em chúng ta cũng đều biết điều đó. And heal me of two sicknesses. Và ngài chữa lành hai bệnh tật cho tôi. One is called sinus. I have to take to breathe it every day before. Otherwise, I will hurt you until I cannot take it anymore. Thứ nhất là cái bệnh về đường hô hấp của tôi là tôi rất là bị gọi là cái bị dị ứng đường hô hấp gọi là gì. Nhưng mà ý là nếu mà tôi không có sử dụng cái loại thuốc đó thì lúc này nào tôi cũng phải hắt xì hết. And I was sniffing from this thing that was told is poisonous but limited poison, so I took it because I cannot take it. It's sinus problem. Đó là cái vấn đề về xoang của tôi đó anh chị em, và tôi cần phải sử dụng cái thuốc đó, và cái thuốc đó nó cũng không có phải là thuốc là nó tốt cho thân thể của mình, bởi vì nó có giống như kiểu chất độc, nhưng mà nó ít thôi, nhưng mà nó có thể giải quyết được cái vấn đề về hắt xì của tôi. And the next thing he healed me is on my gastritis. Và thứ hai đó là Chúa ngài chữa lành cái bệnh đầy hơi của tôi. Gastritis because I don't take at the right time. Bởi vì tôi ăn uống không có đúng giờ. And second reason, I do drink before I become a believer. Và thứ hai, cái lý do thứ hai khiến tôi bị bệnh đầy hơi như vậy đó là tôi thường hay nhậu trước khi mà tôi tin Chúa. The Lord instantly healed me. Và khi mà tôi tin Chúa thì Chúa chữa lành tôi ngay lập tức hai bệnh like đó. I like to boast in the Lord for the last 30, I'm a Christian 33, the last 31, 32 years, I have taken medicine less than 2 times. Và tôi rất là dạn dĩ khi mà nói với anh chị em rằng là trong vòng 30 mấy năm tin Chúa của tôi đó là tôi chỉ dùng thuốc là chỉ ít hơn 2 lần. The first time I was at Pastor Noah's meeting. Và lần đầu tiên đó là tôi ở trong cái buổi nhóm của Pastor Noah. From 9 to 4 o'clock, no problem, I could preach, I could minister. Từ lúc 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều thì tôi không vấn đề gì hết và tôi có thể giảng và phục vụ. When I went back to my room, I have to lie down to sleep. Và khi mà tôi quay trở về vào phòng của tôi thì tôi nằm ngủ. And the night I have to start to cough very badly. Và tối hôm đó thì tôi bắt đầu ho rất là nhiều. And my wife was with me. Và nếu mà vợ tôi ở với tôi á, she could not sleep. Thì vợ tôi sẽ không có thể ngủ được. She could not sleep because of my coughing. Bởi vì mà tôi ho. And she could not sleep because she had concern for me. Và thứ hai đó là mà vợ của tôi lo cho tôi. So because I was then operating the law of love, not law of faith, I took medicine so that I wouldn't have to cough.
Và lúc đó thì tôi áp dụng luật của tình yêu thương, đó là mình uống thuốc chứ chưa không áp dụng cái luật của cái đức tin, để lúc đó thì để uống thuốc cho để nhanh chóng để phục vụ Chúa, phục vụ anh chị em. In Christian we are many talk law, one is the law of faith, one is the law of love. Và là Cơ Đốc nhân thì chúng ta có rất là nhiều cái điều, cái quy luật đúng không? Cái quy luật đầu tiên đó là quy luật của đức tin, và thứ hai là quy luật của tình yêu thương. Và lúc đó tôi chọn để làm theo luật của yêu thương. And I came back to Singapore after that trip. She pushed me to see a doctor even when we arrived from the airport. Và khi mà tôi quay trở về Singapore lúc đó thì ngay lập tức vợ tôi đưa tôi đến gặp bác sĩ. And when I arrived home, actually it's really is God's plan. When I arrived home, it was nearly 4:30 or nearly 4 o'clock when I get to the doctor, they actually were closing. Và lúc mà tôi đến và quay trở lại với Singapore đó thì lúc là khoảng 4 giờ rồi, và bác sĩ ở bên đó là bắt đầu người ta đã nghỉ rồi. I was able to get to the doctor so quickly because a good friend of mine, he came and fetched me in his car. Và tôi có thể đến bác sĩ kịp thời trước khi mà họ đóng cửa, bởi vì một người bạn tốt của tôi đã đưa xe đến, đem xe đến mà đón để đón tôi. And the doctor gave me antibiotics. Và lúc đó thì bác sĩ cho tôi uống thuốc kháng sinh. Again, I'm operating the law of faith, law of love. I took the antibiotic. Hallelujah. Và lúc đó thì tôi áp dụng của luật tình yêu thương với vợ của tôi, cho nên là tôi uống thuốc. The Lord is our healer. Và nhưng mà Chúa là đấng chữa lành chúng ta, đúng không ạ? Last year I went to check a doctor because I have headache. Năm ngoái đó thì tôi đến gặp bác sĩ bởi vì tôi bị đau đầu. After many checking, they found out that my heart valve is not working properly. Và sau khi mà kiểm tra rất là nhiều cái bộ phận trên thân thể của tôi thì họ phát hiện ra là cái van tim của tôi nó hoạt động không có bình thường. And recently I went to recheck again. Và rồi gần đây thì tôi quay trở lại kiểm tra. They say it's the same condition. Và họ nói rằng là hoạt động bình thường trở lại rồi. Not getting worse but same, praise the Lord. Tức là không có tệ hơn. Cảm ơn Chúa. And he again he said I want you to take some medicine for your whatever. Và rồi ông bác sĩ nói rằng là anh cần phải uống thuốc. I say it's okay, doctor. I don't agreeable to medicine. I told him. Nhưng mà tôi nói với bác sĩ rằng là không sao rồi bác sĩ ơi, tôi không có tin vào thuốc lắm đâu. Amen. God is my healer. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa. Chúa là đấng chữa lành cho chúng ta. This is the message for you now on teaching on God is a healer. Hallelujah. Và đây là cái sứ điệp dành cho anh chị em và anh chị em về Chúa là đấng chữa lành. Amen. God is a healer. Chúa là đáng chữa lành. And many years ago, I went to Vietnam. I was in Vietnam. I testified how the Lord healed me. Và rất là nhiều năm về trước khi mà tôi đến Việt Nam, thì tôi làm chứng lại Chúa đã chữa lành tôi như thế nào. Yeah, before I went to Vietnam, I was 7 days bleeding. Và trước khi mà tôi đến Việt Nam đó, thì tôi bị chảy máu là mất 7 ngày. I was very concerned actually. Tôi lúc đó là rất là bận tâm, rất là lo lắng. But I keep it to myself because less I have no more faith because my wife will encourage me to see go to the doctor and so forth. I say no. I keep to myself. For 7 days I was bleeding in Singapore. Nhưng mà lúc đó tôi vẫn cứ tin cậy Chúa rằng mình sẽ đi qua Việt Nam và phục vụ Chúa được. Mặc dù lúc đó là vợ tôi cứ nói là anh đi khám bệnh đi. Nhưng mà tôi nói không. When I arrived in Vietnam, I think it's Hanoi, and on the 10th day my healing stopped. Nhưng mà cảm ơn Chúa là khi mà tôi đến Việt Nam á, lúc đó là tôi đến Hà Nội, thì cái ngày thứ 10 mà máu chảy ra đó là lúc đó là không còn máu chảy ra nữa, nó đã dừng lại. The Lord healed me. Và lúc đó tôi làm chứng lại là Chúa đã chữa lành tôi như thế nào. There was a sister there, she was quite an elderly sister. She heard what I say. Và ở đó thì có một người chị em nghe lời làm chứng của tôi. She went home and prayed for the husband got healed. Và cái người chị em đó đến quay trở về nhà và cầu nguyện cho người chồng của mình, và người chồng của mình cũng được chữa lành. She went to the marketplace and prayed for many people got healed. She has a healing ministry. Và rồi cô ấy đi ra ngoài chợ và hỏi ai có bệnh không, cô ấy cầu nguyện cho mấy cái người ở ngoài chợ đó, và cuối cùng là rất là nhiều người được chữa lành, và cuối cùng cô ấy có một cái chức vụ chữa lành. Amen. So yesterday we have released the healing. I encourage you to be in the healing ministry. So I'm speaking after that to encourage you further. Và tôi khích lệ, tôi mong đợi rằng anh chị em chúng ta sẽ có một cái chức vụ chữa lành, cho nên tôi cứ nói nhiều về cái sự chữa lành này cho anh chị em. Yesterday the Lord gave us 3 gifts. Yesterday you remember? Anh chị em có nhớ là ngày hôm qua Chúa đã cho chúng ta 3 cái ân tứ đúng không? 3 cái món quà. Healing. Thứ nhất đó là ân tứ chữa lành. Amen. 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 If you have hearing for the first time, you want to have this gift, you can also receive now.
Nếu mà lần đầu tiên ngày hôm qua đó anh chị em chúng ta không có nhận cái sự chữa lành đó, thì cái ân tứ chữa lành đó, thì ngày hôm nay anh chị em có thể nhận lấy nó. Yesterday you went home early or you forget or you were not here, you can receive it now. Just lift your hand to the Lord. Bây giờ mình hãy giơ tay của mình lên, và nếu mà ai chưa nhận được chúng ta sẽ nhận tiếp. Anh chị em chúng ta hãy giơ tay của mình lên. I want to see your hands, yes. Any more hands, yes. Yeah, chúng ta hãy giơ những cái tay reaction, cái tay vàng vàng, cái tay của mình. I want to say something to you. Never go early because sometimes the Lord reserve it at the last hour. I don't know. Và tôi muốn nói với anh chị em là đừng có rời khỏi buổi nhóm sớm quá, bởi vì nhiều khi mà Chúa có những cái điều tốt nhất dành cho chúng ta ở sau cuối. Today, God in His mercy and His grace want to release some more. Hallelujah. Và ngày hôm nay Chúa rất là nhân từ, rất là tốt lành, Ngài muốn cho chúng ta thêm nữa. But there were two more gifts the Lord is not releasing. It will be received yesterday. Và có hai món cái ân tứ nữa mà Chúa đã ban chúng ta ngày hôm qua. Amen. I don't know why, but that's God. Hallelujah. Nhưng mà Chúa ngày hôm qua thì không có nói gì đến ngày hôm nay. Father, we have more than 17 people here who desire to receive from you this gift of healing. Và Chúa ơi, chúng con có hơn 20 người ở đây đang muốn nhận lấy cái sự chữa lành của Ngài. Let it be released to them. Nhận lấy ân tứ chữa lành của Ngài. Chúa ơi, xin hãy ban cái ân tứ đó cho anh em con. Trong danh quyền năng của Chúa Jesus Christ, con cầu nguyện. Amen. 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 Okay. And I'll talk about giving. It's good to give testimony, not necessarily here. Each time the Lord heal you, or each time the Lord has done something right in your life, testify. Và tôi muốn nói với anh chị một điều nữa, đó là tất cả bất kỳ khi nào mà Chúa làm điều gì đó tốt lành trong đời sống của mình đó, thì anh chị em chúng ta hãy làm chứng lại cho những người khác. Không nhất thiết là chúng ta phải ở trong buổi nhóm này chúng ta làm chứng, nhưng mà có thể làm chứng ở bất kỳ đâu. To testify is to witness for the Lord. Cái lời làm chứng đó là một cái chứng thực rằng Chúa có thật cho người khác. Yeah, we all called to be witnesses of the Lord. Chúng ta đều được kêu gọi trở thành những nhân chứng cho Chúa. Amen. So we need to witness, especially when witness, we testify what the Lord has done in our life, what He has healed in our life, what He has spoken in our life, then it will bring glory to God. Và khi mà chúng ta làm chứng như vậy về những cái điều Chúa làm cho chúng ta, Chúa chữa lành cho chúng ta và Chúa phán với chúng ta điều này điều kia, thì nó sẽ dâng vinh hiển lên cho Chúa. You know, one of the chief end of man is to God to be glorified in our life. Một trong những cái mục đích cuối cùng mà Chúa định cho đời sống của chúng ta, đó là để qua đời sống của chúng ta dâng vinh hiển lên cho Ngài. In fact, one of our duty as believers is always to glorify God in our life, through our life. Và thực chất đó là một trong những cái vai trò lớn nhất của cơ đốc nhân, đó là để cho Chúa được vinh hiển trong đời sống của chúng ta và qua đời sống của chúng ta. Amen. 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 Yeah. Let's go to Romans chapter 3 and the teaching now. A moment, I have to take my Bible. Yeah, Romans 3. Yeah. Yeah, we read from Romans chapter 3. Bây giờ chúng ta mở ra Roma chương số 3. Verse 23 to 25. Câu số 23 đến câu số 24, 25. I may not have, I have to finish early today because I have another appointment fixed. Và tôi sẽ kết thúc sớm trong ngày hôm nay. Yeah, that, I really want to go through, but let's see. I believe the Lord's timing. Tôi muốn nói đủ ý cho anh chị em, nhưng mà để xem chúng ta sẽ nói được tới đâu. Amen. Sometimes the Lord want to extend, sometimes He want to stay as per timing. Yeah. Đôi khi Chúa Ngài muốn cho chúng ta dài hơn một chút, buổi nhóm dài hơn một chút, và đôi khi Chúa Ngài muốn đúng giờ. Amen. And we go to Romans chapter 3 verse 23-25. Và chúng ta hãy mở ra Roma chương số 3 và câu số 23 đến câu số 25. I will read now. For all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by His grace as a gift through redemption that is in Christ Jesus. Yeah, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời, nhờ ân sủng của Ngài và sự cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giêsu, họ được xưng công chính, không phải trả một giá nào. 25 become later. Here we find all have sinned and fall short of the glory of God. Và chúng ta xem câu số 25 rằng là tất cả chúng ta ở Đức Chúa Trời bởi huyết của Ngài đã all have sinned, all means everyone. Khi mà Chúa nói rằng là tất cả mọi người đều đã phạm tội á, thì có nghĩa là tất cả mọi người đều đã phạm tội. Every human being born into the world, they are in the kingdom of darkness.
Và tất cả mọi người được sinh ra, tất cả mọi con người được sinh ra trong thế gian này á, thì họ được sinh ra ở trong cái thế vương quốc của sự tối tăm. Amen. In other words, all of us, they were fall short of the glory of God. Và vì có đó nên tất cả mọi người chúng ta đã thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. What does that mean? Và điều đó có nghĩa là gì ạ? That means God cannot praise us. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài không có thể bày tỏ vinh quang của Ngài qua chúng ta. God cannot give you, cannot glorify you, God cannot boast about you. Chúa Ngài không có thể tự hào về chúng ta, Chúa Ngài không có thể tôn vinh chúng ta. I want to understand, God want to boast about us. Và tôi muốn anh chị em biết rằng là Chúa Ngài muốn tự hào về chúng ta. See, when we do something great in faith and so forth, actually God is very proud of us. He want to boast to boast of us to the world, to the principality and to the power. Và khi mà chúng ta làm những cái việc lớn lao vĩ đại theo sự hướng dẫn của Chúa đó, thì Chúa Ngài muốn tự hào về chúng ta, Chúa muốn khoe về chúng ta với các chủ quyền và thế lực của thế gian mờ tối này. Adam and Eve, before they sinned, they were clothed in glory, they clothed in honor. Trước khi mà Adam và Eva phạm tội đấy, thì họ được bao phủ, họ được mặc lấy cái sự vinh quang và tôn trọng của Đức Chúa Trời. The moment they fell, và they cái thời điểm the nakedness, but actually they are naked because there was no more glory, there's no more glory and no more honor. Cái ngay thời điểm mà họ phạm tội đó thì họ bắt đầu trở nên thấy mình trần truồng bởi vì là họ đã không còn có cái sự vinh quang của Đức Chúa Trời trên đời sống của họ nữa. So sin is connected with the lack of glory and lack of honor in our life. Cho nên cái tội lỗi đó, nó liên kết với cái vấn đề là thiếu đi sự vinh quang, thiếu đi sự tôn trọng trên đời sống của chúng ta. Amen. And we all sin not just because of Adam, we call the original sin, but also because of our own sin. Và tất cả chúng ta phạm tội không phải chỉ vì là cái nguyên tội do Adam gây ra mà do chính bản thân của chúng ta cũng đã phạm tội nữa. Our God is such a holy God. He is so everything that we think about, can we talk about, can be sinful, and therefore we dishonor God. Và Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời thánh khiết, nhưng mà chúng ta là con người xác thịt, cho nên là những cái gì mà chúng ta nói đó, nó có thể là những cái điều không đẹp lòng Chúa trong đó, không có thánh khiết ở trong đó, và bởi cớ đó cho nên nó không có tôn vinh Chúa. Even your little thought, sinful thought, is God is against that. Và thậm chí là những cái suy nghĩ tội lỗi trong đời sống của chúng ta thôi thì Chúa cũng không có thể chấp nhận những điều đó rồi. So even as believers, we have the flesh inside us, we tend to sin against God. Và chúng ta là những cơ đốc nhân đó, thì chúng ta vẫn có những cái xác thịt ở trong đời sống của chúng ta và chúng ta có cái xu hướng phạm tội chống lại Chúa. But we thank God for the cleansing blood, cleansing power of the blood of Christ. Therefore, we've been cleansed the moment we repent. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì quyền năng tẩy sạch của huyết của Chúa Jesus Christ để rồi có thể tẩy sạch được tất cả những tội lỗi của chúng ta. And verse 24, we are justified by His grace as a gift. Và câu số 25 thì cho chúng ta biết rằng là Chúa Ngài xưng công chính cho chúng ta bởi cái sự bởi ân điển của Ngài. As we learn to be justified, to be declared righteous. Và khi mà chúng ta học về cái từ xưng công chính đó, có nghĩa là Ngài công bố rằng là chúng ta là cái người công chính. This is called imputed righteousness. Và đó gọi là cái sự công chính được kể cho. God take it like an accounting term. God account us to be righteous because of the blood of Jesus Christ. Và Chúa Ngài sử dụng một cái thuật ngữ về kế toán ở đây và Ngài kể chúng ta rằng là chúng ta là người được công chính nhờ huyết của Chúa Giêsu. So we learn from here we are justified because it's a gift from God, it's the grace of God. Nên chúng ta học được ở đây đó rằng là cái sự công chính của chúng ta đó là một cái món quà, là một cái ơn từ nơi Chúa ban cho chúng ta. We are able to overcome sin and temptation is because it's the grace of God, it's the power of God. Chúng ta có thể thắng được những cái tội lỗi và sự cám dỗ đó là bởi ơn của Chúa, bởi ân điển của Chúa ban cho chúng ta. And then there's B, 24B, talk about redemption that's in Christ Jesus. Và rồi chúng ta xem ở trong câu số 24 phần B đó là cái sự được xưng công chính, được cứu chuộc bởi trong Chúa Giêsu. Yeah, the message is so that we all redeemed, we are justified by the blood of Christ Jesus. Cho nên chúng ta phải biết rằng là mình là người được cứu chuộc, nhưng là biết mình là người được công chính là bởi Chúa Giêsu. And verse 25. Và trong câu số 25. Whom God put forward as a propitiation for our sin. For our sin to be received by faith, that was to show God righteousness because of his divine forbearance. He passed over our former sin.
Và câu số tiếp theo cho chúng ta biết rằng là nhờ Chúa chúng ta bao phủ che đậy tất cả những tội lỗi của chúng ta. Yeah. Amen. So Christ Jesus in verse 24, whom God put forward as a sin offering. Và trong câu số 24 thì cho chúng ta biết rằng là Chúa của chúng ta đã được che phủ chúng ta giống như kiểu là một cái sinh tế để mà chuộc lấy cái tội lỗi của chúng ta. This sin offering whom Christ was made unto is to be received by faith. Và cái món quà và cái việc mà Chúa Jesus đã làm đó là Ngài chịu trở nên một sinh tế chết thay cho tội lỗi của chúng ta, để rồi chúng ta muốn nhận được cái sự cứu chuộc tội lỗi đó thì chúng ta cần phải nhận lấy bởi đức tin. When we talk by faith, that means not by works. Khi mà chúng ta nói về đức tin đó thì có nghĩa là không có dựa vào cái việc làm của mình. Amen. We are not saved by good works. Chúng ta không được cứu bởi vì những cái việc lành mà chúng ta làm. Any good works that we did before we are born again are actually dirty rags. Và tất cả những cái việc lành mà chúng ta làm trước khi chúng ta được cứu và chúng ta nghĩ rằng là nhờ đó mà chúng ta có thể được Chúa chấp nhận thì nó chỉ giống như là những cái miếng dẻ rách, dẻ dơ bẩn mà thôi. In the eyes of the Jewish society, the woman's monthly rags are supposed to be very, very filthy. Và trong cái con mắt của những cái người, trong cái quan điểm của những cái người Do Thái đó là mỗi tháng cái người phụ nữ tới tháng đó thì cái miếng để đó thì nó rất là không có sạch sẽ. Yeah. So that is supposed, the good work we do before we are born again, you can give away all your houses, all your money. These are good works, but in the eyes of God, these are filthy rags, comparable to the woman monthly rags. Và những cái việc lành của chúng ta, nếu mà chúng ta không có dựa vào Chúa, không tin Chúa, thì những cái việc lành của chúng ta làm để mà chúng ta nghĩ rằng nhờ đó Chúa chấp nhận chúng ta đó, thì trong mắt Chúa nó cũng giống như là cái miếng dẻ của người phụ nữ đó. Amen. You understand? So they have taboo for them, you know. They can't even, for example, in John chapter 4, the Lord Jesus is not supposed to drink from the cup given by a Samaritan woman. Và cái điều đó nói cho chúng ta biết, và ở trong Giăng chương số 4 đó thì cái người Do Thái là rất là ghê tởm cái điều đó, và họ nghĩ rằng là Chúa Giêsu không thể nào uống cái nước từ cái ly của cái người ở trong cái người Samari, người phụ nữ, người đàn bà Samari. So the Lord actually break every taboo. Hallelujah. Và Chúa Ngài đã bẻ gãy được tất cả những cái truyền thống của tôn giáo đó. Because this taboo could be legalistic actually most of the time. Và thường thì những cái gọi là cái điều răn của tôn giáo đó thì nó cũng mang tính gọi là luật pháp, chủ nghĩa luật pháp. Amen. God is not legalistic. The Lord Jesus is not legalistic. Chúa của chúng ta không phải là một đấng đi theo chủ nghĩa luật pháp. In fact, he has placed the woman up to the society high up in the position, equal, complementary to the man. Và thực tế là Đức Chúa Trời Ngài xem cái người phụ nữ cũng ngang bằng với người đàn ông. Amen. He's a liberator. Hallelujah. Và Ngài là một người thuộc cái chủ nghĩa là cái gì? Liberator. Tự do, cái gì? Dân chủ. Amen. Yeah. Yeah. Amen. That's what the Lord has done for women. Hallelujah. Và đó là cái điều mà Chúa Ngài muốn với Ngài muốn những người phụ nữ phải ý thức về chính mình. Back to the purpose of Adam, back to the purpose of Eve. Và quay trở lại về với cái mục đích mà Chúa Ngài tạo ra Eva. Yeah. You remember Eve was made from, not from Adam's feet, not from Adam's head, but from his side. Và chúng ta biết rằng là Eva không được tạo ra từ cái đầu của Adam hay là từ cái chân của Adam, mà là từ cái xương sườn của Adam. Not from the head, not to control Adam. Không phải làm ra từ đầu để mà kiểm soát Adam. And not from his feet to be trampled over by Adam. Không phải làm ra từ chân để mà Adam giẫm đạp. Amen. Praise God. Ngợi khen Chúa. Yeah. So when Christ's death, he shed his blood at Calvary, it pacified God. Và khi mà Chúa Đấng Christ Ngài chết trên thập tự giá để đổ huyết ra đó thì Ngài thỏa mãn cái sự công chính của Đức Chúa Trời. He brings reconciliation. Ngài mang đến cái sự hòa giải giữa Đức Chúa Trời với con người. Can you imagine because of sin, somebody has to die? Anh chị em hình dung đi là vì cớ tội lỗi nên một số người phải chết. Amen. This teaches the lesson about avoiding, fleeing from sin. Và cái bài học này chúng ta dạy chúng ta rằng chúng ta cần phải tránh xa, chúng ta chạy ra, trốn ra khỏi cái tội lỗi. In fact, I use the wrong word. I use avoiding sin. Và tôi phải nói rằng là phải tránh xa cái tội lỗi.
We should flee from sin. Và từ bỏ tội lỗi. The reason, you know, I was in the hospital not too long ago. Cách đây không lâu thì tôi có ở bệnh viện. And I was visiting somebody who just passed away. Tonight I'm going. That's the reason why. Và đó là một cái người cần phải một người ra đi và tối ngày hôm nay tôi cũng phải đi đến chỗ đó. Amen. So and I visit hospital. Something struck me. Khi mà tôi đến bệnh viện thì có cái điều này làm tôi bận tâm. I look at all the patients in the hospital. Tôi nhìn vào những cái người bệnh nhân ở trong bệnh viện. They were all suffering. Họ đang phải chịu khổ. I see them, you know, some of them are even younger than me. The one who died is 9 years younger than me. But the other people in the same ward, they were all younger than me. But most of them were suffering painfully from sickness and diseases. Và những cái người nằm trong bệnh viện đó thì đang phải chịu khổ vì ốm đau bệnh tật đó. Họ nhỏ tuổi hơn tôi. And I knew the reason they are suffering is because of the first sin of Adam and Eve. Và tôi biết cái lý do mà họ phải chịu khổ như vậy đó là bởi vì tội lỗi đầu tiên mà Adam và Eva đã phạm. And yet today many people try to entertain sin. Nhưng mà ngày hôm nay thì có rất là nhiều người đang tận hưởng cái tội lỗi đó. Are we even Christian today we entertain sin because it seems pleasurable. Và kể cả chúng ta là Cơ Đốc nhân, chúng ta cũng tận hưởng cái những cái niềm vui thú, lạc thú của tội lỗi. Amen. Sin may be pleasurable. Và tội lỗi đó thì có thể là vui thú đó. A sin is deadly with the consequences. Nhưng mà cái tội lỗi nó đem đến sự chết. Amen. So when we look at the cross, we look at the consequence of sin, we should able to now come to realize God help us. Cho nên khi mà chúng ta nhìn vào thập tự giá của Chúa Giêsu, chúng ta thấy hậu quả của tội lỗi đó thì chúng ta cần phải đến với Chúa và chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi, xin hãy giúp con thoát ra khỏi cái chỗ này. Those of you have been entrapped into sin like drugs or prostitution or sicknesses should able to realize that God have to deliver us. Và nếu mà ông bà chị em nào chúng ta đang rơi vào trong cái chỗ phạm tội, có thể là tội về nghiện ngập hoặc là tội về tình dục, thì chúng ta phải đến với Chúa và chúng ta nói Chúa ơi, xin hãy giải cứu con, xin hãy giúp đỡ con. We must really hate sin. Chúng ta cần phải rất là ghét tội lỗi. Because of the consequences. Bởi vì cái hậu quả của tội lỗi là sự chết. There may be little pleasure, but the consequences are too great for us to bear. Cái niềm vui thú, lạc thú của tội lỗi đó, nó có thể là tạm thời chóng qua thôi, nhưng mà cái hậu quả của tội lỗi là chúng ta phải mang lấy lâu dài. That God has to come down to be a man to die for our sin. Chúng ta phải hình dung là Chúa Ngài phải đến trở thành một con người và chết trên thập tự giá vì cớ tội lỗi đó của chúng ta. God cannot send an angel. Chúa Ngài không có sai một thiên sứ. He sent a man. Nhưng mà Chúa Ngài sai chính con một của Ngài, một but con người Đức Chúa Trời cao. Và một con Chúa Ngài ban cho một con người đó là Chúa chính Chúa Giêsu để mà có thể mang lấy những cái tội lỗi của chúng ta. Therefore, God has to become a man. Đó là Đức Chúa Trời Ngài đã trở nên một con người. Amen. 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 I want you to understand. I spoken this time again before. For God to become a man is not an easy thing to do. Tôi nói với anh chị em điều này, để một Đức Chúa Trời trở thành một con người, nó không phải là một cái điều dễ dàng để mà làm. Can you imagine you are a son of God, the mighty God? Anh chị em có thể ví dụ, anh chị em tưởng tượng đi, mình làm Đức Chúa Trời tối cao đi. You have to subject yourself to become a human being. Nhưng mà bây giờ mình phải từ bỏ chính mình đau phục để mình trở nên một cái con người nhỏ bé như thế này. And stay 9 months in the womb of Mary. Và ở trong bụng của Mary 9 tháng. You cannot do anything. Trong bụng đâu có làm gì được đâu. What happened to your omnipotence? What happened to your power? Cái sự toàn năng, cái sự toàn tài của mình thì như thế nào? You have to subject yourself to the womb, to the mother, the woman who's carrying you. Chúng ta phải đầu phục mình ở trong bụng mẹ, ở trong cái người phụ nữ mà mang lấy chúng ta. Where she goes, you go with her. Cái người đó đi đâu thì mình cũng đi theo người đó. What she read, you also read. Cái người đó đọc cái gì thì mình cũng đọc. Amen. You understand? Chúng ta hiểu được cái điều đó như thế nào không ạ? Thank God, I believe Mary was chosen because she was a little holy girl. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi tin rằng là Mary là một cái người được chọn bởi vì cô là một cái cô bé mà có một đời sống thánh khiết.
But she was not immaculate as they put her to be. Nhưng mà lúc đó cô vẫn có chưa có cái immaculate. Not holy as the Catholic put her to be. Và cô ấy lúc đó thì cô ấy không có phải là vô nhiễm nguyên tội giống như những cái người mà công giáo mà họ nói về Đức Mẹ Mary đâu. Every human being, even though the most holy man, holy pastor today, still has the sin inside us. Và tất cả những con người mà sống trên đất này, kể cả những cái mục sư lớn lao quyền năng trên đất này, thì vẫn có những cái tội lỗi ở trong đời sống của chúng ta, đời lỗi trong đời sống của họ. Pause for a moment also. Và rồi chúng ta dừng lại đây một chút. I'm also reminded the Holy Spirit lives in each one of us. Và tôi cũng muốn nhắc nhở anh chị em rằng là Đức Thánh Linh Ngài là Đấng đang ở sống ở trong mỗi người chúng ta. Amen. He will read what you read. Ngài đọc những gì mà chúng ta đọc. Therefore, don't grieve him also. Ngài thấy những gì chúng ta thấy, cho nên chúng ta đừng có để mắt mình nhìn vào những cái điều không đúng để khiến cho Ngài buồn rầu. Therefore, in the New Testament teaching, there are three things we cannot do to the Holy Spirit. Ở trong sự dạy dỗ của Tân Ước thì có ba điều mà chúng ta không được làm với Đức Thánh Linh. Don't resist him. Đừng có khước từ Đức Thánh Linh. Don't quench him. Đừng dập tắt Đức Thánh Linh. And don't what's the last one I forgot now? Yeah. Amen. Và cái điều thứ ba tôi quên mất rồi. Amen. Don't resist him, don't quench him, and don't grieve him. Và có đừng khước từ Đức Thánh Linh, đừng có làm buồn lòng Đức Thánh Linh. And Son of God inside the womb Mary, he can be done three things also. He can be grieved, he can be resisted, and he can be quenched. Và khi mà con của Đức Chúa Trời ở trong lòng của Maria như vậy thì Ngài cũng có thể bị khước từ, Ngài cũng có thể bị dập tắt, Ngài cũng có thể bị làm buồn. 9 months he has to be inside the womb of Mary. Trong vòng suốt 9 tháng Ngài phải ở trong bụng của Maria. After he was born from baby until he was developed as a young teenager. Từ khi mà Ngài được sinh ra, từ lúc mà Ngài còn là một em bé cho đến khi Ngài lớn để trở nên một cái cậu bé thiếu niên. He has to subject to human frailties, human. He has to be subject to human weaknesses. Ngài phải ở trong cái sự thân thể của con người, trong những cái sự phải cảm nhận được những cái sự yếu đuối của con người. He has to grow. He has to grow in wisdom. He has to grow in favor with God and man. Và Ngài cũng cần nhưng mà Ngài trong cái thời gian đó thì Ngài gia tăng cái sự khôn ngoan của Ngài và gia tăng cái sự cái sự được ơn của mình trước mặt Đức Chúa Trời và con người. He has to grow in stature. Và Ngài cũng gia tăng trong cái sự trưởng thành trong thân thể của Ngài. He talks about stature means he is growing from a little boy, a little toddler to a little infant to be a teenager and so on. That's the growth. Và đó là cái quá trình từ một em bé sơ sinh trở thành một cái em bé và rồi trở thành một cái bé thiếu niên và rồi lớn lên trở thành một con người bình thường, một người trưởng thành. And to make the matter worse, he was growing up in the place called Nazareth. Và Ngài lớn lên ở một cái khu vực gọi là Nazareth. You know what's a place called Nazareth? Anh chị biết Nazareth là nơi như thế nào không? Even Nathaniel say, what's so great about Nazareth? How can a prophet come from Nazareth? Đến mức độ mà cái sứ đồ Nathanael nói rằng là có cái gì tốt lành ra từ Nazareth chứ. So you understand, that means the place is not a good place. Cho nên là cái nơi đó không phải là một cái nơi tốt lành gì cả. He has to subject himself to the brokenness of this city called Nazareth. Ngài phải đau phục chính mình để rồi ở trong một cái thành phố không có ra gì cả tên là Nazareth đó. So you understand what God, to become a man, what he has to go through. Cho nên chúng ta hình dung đi, Chúa, một Đức Chúa Trời trở thành một con người là Ngài phải trải qua những cái điều như thế nào. And from the day he started to grow, he started to do ministry, he was sort of rejected by many people. Và đến mức độ mà khi mà Ngài bước vào trong cái chức vụ hầu vị Chúa của Ngài thì cũng rất là nhiều người khước từ Ngài. He was betrayed by one of his accountants. Và Ngài bị phản bội bởi một trong những cái người kế toán của Ngài. Amen. Amen. And Peter denied 3 times. Và Phi-rơ đã phản bội Ngài 3 lần. Don't you know that will hit the heart of the Lord Jesus Christ? Và cái điều đó nó làm đau lòng của Chúa Jesus Christ. He's 100% man, but 100% divine. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng là Ngài 100% là con người, nhưng mà Ngài cũng là 100% là Đức Chúa Trời. So all the pain you and I go through now and in the future is nothing because the Lord has already gone through that.
and overcome. Tất cả những cái điều đau đớn và thống khổ mà chúng ta phải chịu đó là Chúa Giêsu đã phải chịu tất cả những cái điều đó rồi và Ngài đã chiến thắng được tất cả những cái điều đó. Now I want to show you what God has to do before he can die at the cross of Calvary. Và tôi muốn cho anh chị em biết là Chúa chúng ta đã phải chịu được cái gì trước khi mà Ngài lên trên thập tự giá. And he was tempted at every point. Ngài bị cám dỗ trong tất cả mọi lĩnh vực. Yet he did not sin. Nhưng mà Ngài không phạm tội. Because when he did sin, he's not qualified to take away the sin of the world. Bởi vì nếu như mà Ngài phạm tội thì Ngài không có đủ tiêu chuẩn để mà mang lấy tội lỗi của nhân loại. And when we read about the temptation of Christ in the book of Matthew and Mark and so forth, this is only the beginning of temptation he faced. Khi mà chúng ta đọc về cái sự cám dỗ của Satan đến cám dỗ Chúa Giêsu ở trong những cái phần đầu của phúc âm Luca, phúc âm Matthew đó, thì đó chỉ là cái sự khởi điểm của những cái sự cám dỗ mà Ngài phải chịu mà thôi. Though it was not recorded, we know because the devil said he left him and to come back at a portion time. Còn những cái lúc khác á, thì chúng ta không thấy Kinh Thánh nói đến bởi vì Kinh Thánh có nói đến rõ ràng là ma quỷ nó, Satan nó lìa khỏi Chúa Giêsu, sau đó nó tìm cách để quay trở lại mà. So for God to live for 33 and a half years is not easy. Cho nên để mà Chúa Giêsu sống trong thân thể của một con người trong vòng 33 năm rưỡi như vậy là không phải một điều dễ dàng. Amen. Because he had to die as sinless so that he could be the acceptable sacrifice unto God. Để rồi Ngài có thể giữ cho Ngài trong sạch để rồi trở nên một cái công cụ lễ, công chính thánh khiết đẹp lòng của Chúa Trời. As a redeemer, he must pay the price. Là đấng cứu chuộc của chúng ta, Ngài phải trả cái giá đó. Amen. And he could pay the price because he lived a sinless life, a life of obedience to Father God. Ngài có thể trả giá để cứu chuộc chúng ta bởi vì Ngài đã sống một đời sống trọn vẹn, không chút tì vết, không tội lỗi nào và được bởi đó cho nên Ngài được Chúa Cha chấp nhận. This is what we call the King of Glory has to go through so that in order to become the sacrifice, acceptable sacrifice. Và đó là điều mà chúng ta gọi rằng là vua vinh hiển ngự đến để mà trở nên một cái sinh tế được Chúa Trời chấp nhận. Amen. 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 I hope you can catch the picture of God becoming a man. Tôi hy vọng anh chị em chúng ta có thể nắm bắt được cái hình ảnh của Đức Chúa Trời trở nên một con người. And also a gentle reminder the Holy Spirit lives each one of us inside us. Và rồi tôi cũng muốn nhắc nhở anh chị em rằng là Đức Thánh Linh Ngài đã đang ở trong chúng ta. Amen. The positive thing is he will never leave us, never forsake us. Và Ngài hứa với chúng ta rằng là Ngài sẽ không bao giờ lìa chúng ta và không bao giờ bỏ chúng ta. But he's there listening, watching and can be grieved, can be quenched. Nhưng mà Ngài đang ở đó, ở trong chúng ta, Ngài lắng nghe chúng ta những gì chúng ta nghe, Ngài nhìn những gì chúng ta nhìn và Ngài cũng có thể bị dập tắt, Ngài cũng có thể làm buồn, bị làm buồn lòng. And can be resisted. Và Ngài cũng có thể bị khước từ bởi những cái điều đó. Amen. So we must be careful not to grieve him, Holy Spirit, nor remember what the Lord has to go through. Cho nên chúng ta cũng cần phải giữ cho mình đừng có làm buồn lòng Đức Thánh Linh bằng cách là chúng ta nhớ lại những gì mà Chúa Giêsu chúng ta đã phải trải qua. Amen. 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 I want to go to Romans 3:24. Hope we can have some time on it, but 5-10 minutes maybe. Yeah. Chúng ta sẽ nói đến Roma chương số 3 và câu số 24. We are justified by his grace as a gift through redemption in Christ Jesus. What else are we going to do? I repeat again. Let me just go through. Basically, the biblical atonement is a sacrifice offered to God. Atonement là gì? Em quên mất thầy. Atonement, yeah. Propitiation. Chuộc tội. Chuộc tội. Chuộc tội. Again, Pastor. Yeah. Propitiation means actually atonement. Okay. Và đó là cái sự chuộc tội, cú lễ chuộc tội. Chúa Giêsu trở thành một cú lễ chuộc tội cho chúng ta. Yeah. So when you do that, it's a sacrifice offered to God to stop judgment for the sin committed. Và khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu là cuộc lễ chuộc tội của chúng ta thì chúng ta dừng lại cái việc Chúa trừng phạt những cái tội lỗi. So for every sin committed by man, there must be an atonement made. Cho nên là tất cả mọi tội lỗi mà con người chúng ta phạm đó thì người đó cần phải chạy đến và nhận lấy một cái cuộc lễ chuộc tội. So you read in Old Testament it's a sacrifice offered to God to stop his judgment. Và chúng ta đọc trong Thách Cựu Ước, trong Cựu Ước đó chúng ta thấy rằng là cần phải có một cuộc lễ chuộc tội được dâng lên để mà Đức Chúa Trời Ngài không có đoán phạt cái tội lỗi đó. Yeah, we call it a sin offering.
Bởi vì đó điều đó được gọi là cụ lễ chuộc tội. Like I mentioned, the all the sin offering done in the Old Testament pointed to the Lord Jesus Christ. Và tất cả những cái cụ lễ chuộc tội được nói đến ở trong Cựu Ước đó nó hướng đến một điều, đó là hướng đến một điểm, đó là chính Chúa Jesus Christ. To the Lamb of God. Qua chiên con của Đức Chúa Trời. Amen. That means when the Lord Jesus would appear on the scene, John the Baptist declared, John said, "This is the Lamb of God who takes away the sin of the world." Khi mà Chúa Giêsu đến làm báp têm ở sông Giô-đan, nơi Giăng Báp-tít làm đó, thì Giăng Báp-tít đã công bố rằng là đây là chiên con của Đức Chúa Trời gánh đi tất cả tội lỗi của nhân loại. And by the name, the word Jesus means Yahweh is the Savior. Và cái tên của Chúa Giêsu là Giêsu, đó có nghĩa là Đức Giê-hô-va là đấng cứu chuộc. In Matthew 1:22 tells us he's a Savior to save us from the sin that we are committing. Và Matthew chương số 1 câu số 22 nói rằng là Ngài là đấng đến để cắt đi tội lỗi của thế gian. So he saved us by being the sacrifice. Và Ngài cứu đi, Ngài cắt lấy tội lỗi của chúng ta, Ngài cứu chúng ta bằng cách Ngài trở thành một cái tế lễ chuộc tội cho chúng ta. Amen. 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 Yeah. I want to tell you that this word let me get the word right now. This word. Okay, let me get turn to Hebrew chapter 9 verse 5. Ta mở ra Hebrew chương số 5, chương số 9 và câu số 5. Earlier, we read about the word propitiation. Và từ đó trước đó thì chúng ta học về một cái từ. Yeah, it's a word called helasteron. Cái từ đó là helasteron. Yeah, this is mentioned 2 times in the Bible. Và cái từ này được nhắc đến 2 lần ở trong Kinh Thánh. The first time we read in Romans chapter 3. Và cái từ đầu tiên đó là chúng ta thấy ở trong Roma chương số 3. The second time mentioned Hebrew chapter 9 verse 5. Và từ thứ hai, lần thứ hai được nhắc đến là ở trong Hebrew chương số 9 và câu số 5. And we'll read to you, and over it the cherubim of glory shadowing the mercy seat of which we cannot now speak particularly. Và câu số 5 nói rằng là bên trên rương có các cherubim vinh quang che phủ nắp thi ân, nhưng đây không phải là lúc nói từng chi tiết về các vật đó. This word mercy seat is the same word called hysteron. It's the same word as propitiation for our sin. Và cái từ che phủ cái gọi là nắp thi ân này thì nó là cái từ mà chúng ta vừa nói đó. Yeah. Amen. Can you see the picture now? Mercy seat is the place where God supposed to sit down. You understand? Cái mà nắp thi ân á, nó có là cái nơi mà Chúa Ngài ngự xuống để mà Ngài bày tỏ ân điển, ban ơn của Ngài. And God sits on the mercy seat that is called the propitiation of sin. Và Ngài ngồi ở chỗ cái ngai gọi là ngai ân điển đó, Ngài gọi là ngai thi ân đó, thì là nơi để mà tha thứ tội lỗi. In other words, this mercy or this propitiation is provided by God himself. Hay nói cách khác, đó là cái sự tha thứ tội lỗi đó là được Chúa Trời Ngài ban cho, cái ân điển, cái lòng thương xót đó. No one can do anything, can make any sacrifice acceptable to God except what God has provided in Christ Jesus. Không ai có thể làm được bất cứ điều gì để mà rồi có thể nhận được cái sự ân điển của Đức Chúa Trời như vậy. Yeah, amen. And this, if I read the God's Word version for Romans 3:25. Khi mà chúng ta đọc ở trong bản dịch God's Word đó. Yeah, there are a few versions in the Bible called God's Word, GW. He talk about this word being translated the throne of mercy. Ở trong Roma chương số 3 đó thì chúng ta thấy rằng là nó là cái ngai ân điển, ngai thương xót của Đức Chúa Trời. Yeah, so I will read to you from Romans 3:25. Và tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe ở trong Roma chương số 3 và câu số 25. God showed that Christ is the throne of mercy where God's approval is given through faith in Christ Jesus' blood. Và Đức Chúa Trời bởi huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho mọi người tin. Và Ngài làm điều đó giống như một cái ngai ân điển, cái ngai thi ân của Đức Chúa Trời tại nơi đó. The throne of mercy is the same as the mercy seat, it's the same as the propitiation, it's the same as his Lasteron. Và cái ngai thi ân đó, nó cũng giống như nghĩa là ngai ân điển, rồi ngai thương xót của Đức Chúa Trời. So Christ, the moment he went to the cross, he became the throne of mercy.
Khi mà Chúa Giêsu Christ lên trên thập tự giá thì lúc đó Ngài trở nên một cái ngai thi ân, một cái nơi để mà Đức Chúa Trời bày tỏ lòng thương xót của Ngài. So when you picture Christ before you done, because what he has done, now he become the throne of mercy where you come before him to receive mercy and grace. Và chúng ta hãy hình dung rằng cái việc Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập tự giá như vậy, đó chính là cái hình ảnh của việc Chúa Giêsu lúc đó trở nên một cái ngai thi ân, một cái nơi để mà mỗi lần chúng ta phạm tội chúng ta đến và chúng ta nhận lại cái ơn thương xót, cái sự tha thứ của Đức Chúa Trời cho chúng ta. But the key is a faith must be based on Christ's blood shed at Calvary. Nhưng mà cái chìa khóa đó là chúng ta cần phải tin rằng là huyết Chúa Giêsu đã đổ ra trên cho chúng ta trên thập tự giá. Christ Jesus become the throne of mercy only when we are saved in the blood of Christ done at Calvary. Và Chúa Giêsu chỉ trở thành cái ngai ân điển, ngai thi ân của chúng ta nếu mà chúng ta tin rằng là huyết Chúa Giêsu đã đổ ra để chuộc lấy tội lỗi của chúng ta. Amen. When you can talk about propitiation, you can also translate as reconciliation. Và khi chúng ta nói đến cái ngai thi ân hay là sự lòng thương xót của Đức Chúa Trời này á, thì chúng ta cũng có thể nói đến cái sự hòa giải, sự phục hòa giữa con người với Đức Chúa Trời. So when we are reconciled back to God, khi mà chúng ta được phục hòa lại với Đức Chúa Trời, we back to the family of God, chúng ta được quay trở lại với gia đình của Đức Chúa Trời. Because one of the title of Adam, bởi vì một trong những cái danh hiệu của Adam, you will find the genealogy, he's called Adam, the son of God. Khi mà chúng ta nghiên cứu về gia phả của Adam đó, thì Kinh Thánh nói rằng là Adam, con Đức Chúa Trời. Amen. So now we are being trans, we are now being redeemed back to God's children, like Adam was the son of God. Và cho nên là bây giờ chúng ta được phục hồi lại cái vị trí làm con của Đức Chúa Trời giống như trước kia Adam đã là con của Đức Chúa Trời. So we can say by the blood of Jesus, I'm reconciled back to God. Và cho nên chúng ta cũng có thể nói rằng là nhờ huyết của Chúa Giêsu chúng tôi được phục hòa lại với Đức Chúa Trời. By the blood, you are now reconciled back to God's purpose for man. Và bởi cơ huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra cho nên con người bây giờ được quay trở lại với mục đích ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng con người. What is God's purpose for man? Mục đích ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng con người là gì? Man is supposed to be a co-regent to rule with him over earth. Và mục đích ban đầu đó là Đức Chúa Trời Ngài cùng với tạo ra con người để cùng với Ngài cai trị cả trái đất này. Remember, I told you all of us were one day, not all of us, sorry, some of us were rule over city, rule over angels. Và giống như tôi nói với anh chị em trước đây đó là một số người trong số chúng ta sau này sẽ trở thành những cái người cai trị những cái thành phố và cai trị cả thiên sứ nữa. Something struck me now because Genesis chapter 1 verse 26 talk about God's plan for man to dominate what has God created. He's talking about animals, talking about fish and sea, fish and animals. Cái điều mà làm tôi bận tâm đây là trong Sáng Thế Ký chương số 1 câu số 26 thì Chúa Trời nói rằng là hãy tạo ra con người giống như hình ảnh chúng ta và để cho họ có cái quyền cai trị, quản trị tất cả những cái gì mà Ngài tạo ra bao gồm cả đất, biển và các loài sinh vật. Angels were not mentioned in God's original plan for Adam and Eve. Nhưng mà thiên sứ thì ngay ban đầu là không có được liệt kê ở trong cái danh sách những cái điều mà Đức Chúa Trời Ngài giao cho con người cai quản. But one day we will rule over angels. Nhưng mà một ngày nào đó chúng ta sẽ cai trị, cai quản các thiên sứ. This is something more. Đó là cái điều được thêm vào. But to able to rule over angels, you need to be overcomer now. Nhưng mà để được trở thành người cai trị các thiên sứ như vậy thì bây giờ chúng ta cần phải trở thành người chiến thắng cái đã. Adam did not have to overcome. He was given the role, but he failed. Adam đã không có chiến thắng được, không có giữ rừng vững cái địa vị chiến thắng của mình được ông đã bị thất bại, ông đã bị sa ngã. But for us, we have to overcome. Nhưng mà chúng ta cần phải trở thành người chiến thắng. But when we overcome, bởi vì khi mà chúng ta chiến thắng, we were able not just to go back to the original plan, even higher plan. Thì khi mà chúng ta chiến thắng thì chúng ta không có chỉ quay trở lại với cái kế hoạch đầu tiên của Đức Chúa Trời dành cho con người mà chúng ta có thể đến một cái mức độ cao hơn trong cái kế hoạch mà của Đức Chúa Trời dành cho con người. Bởi vì chúng ta có những cái công tác mà Chúa dành cho chúng ta để chúng ta làm ở trên đất trong cái cương vị là một cái người chiến thắng. So we overcome by the blood of the lamb. Cho nên chúng ta chiến thắng là nhờ huyết của chiên con. Amen. Not by might, not by power. Không phải bởi quyền thế cũng không phải bởi năng lực. By the Holy Spirit, nhưng mà bởi Đức Thánh Linh. By the blood of the Lamb. Bằng qua bởi huyết của Chúa Giêsu. By the word of our testimony. Bởi lời chứng của chúng ta. And the next time we learn how to love our life, not to love our life to death.
Và sáng sau chúng ta sẽ học đó rằng là chúng ta phải học cách yêu thương như thế nào. Because you love your life on earth now, you were not able to overcome Satan. Là tức là chúng ta không có, mà chúng ta phải học cách để mà không có yêu cái mạng sống của mình. Bởi vì nếu mà chúng ta yêu cái mạng sống của mình trên đất này đó, thì chúng ta không thể nào mà chiến thắng được Satan. You have the blood of the Lamb. You know the power of the Lamb is only one thing. Và chúng ta biết rằng là huyết của chuyên con ban cho chúng ta một cái điều như thế này. We must be able to testify. Đó là để chúng ta có thể làm chứng. We must not love our earthly life on earth. Chúng ta đừng có yêu mạng sống của mình ở trên đất này. Amen. Amen. That will be the lesson for next month. Praise the Lord. Và tháng sau thì chúng ta sẽ học về cái việc phó mạng sống của mình. Let us pray. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Father, we thank you, Lord, for opening your word to us. Cha, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã mở lấy lời của Ngài cho chúng con. Lord, we thank you, Lord, for speaking so clearly to us today. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã nói với chúng con rất là rõ ràng trong ngày hôm nay. We thank you for all your impartation for the last few days. Và chúng con cảm ơn Chúa về những sự truyền tải mà Ngài đã thực hiện trong vòng 3 ngày này. We thank you for your word being released to us the last few days. Chúng con cảm ơn Chúa về những lời của Ngài được khai phóng cho chúng con trong 3 ngày này. We thank you for the healing you given to us. Cảm ơn Chúa về sự chữa lành mà Ngài ban cho chúng con. Amen. So we thank you, Lord, yes, for all this thing. Nên Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa về tất cả những điều này. And most importantly, we thank you for the blood of Jesus Christ. Và hơn hết, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài bởi vì huyết của Chúa Giêsu. Because we can be victorious by the blood of the Lamb. Bởi vì nhờ huyết của Chúa Giêsu, chúng con có thể trở thành những người toàn thắng. And right now, I ask for the release of the blood over each one of us now. Và ngay bây giờ, Chúa ơi, con cầu nguyện để rồi sự khai phóng huyết của Chúa Giêsu trên từng thành viên một của trong chúng con ở đây. Let the blood of Jesus cover each one of us here. Để rồi huyết Chúa Giêsu bao phủ đấy từng anh em chúng con ở đây. Cover all our loved ones. Và bao phủ tất cả những người thân yêu của chúng con. The blood to cover each of us, top of his soul, our feet. Và bao phủ tất cả anh em chúng con ở đây từ đỉnh đầu tới gót chân. To cover our spirit, soul and body. Và bao phủ luôn cả thân linh, tâm hồn và thân thể của chúng con. Everywhere to the blood to cover everywhere that we are going. Và Chúa huyết Chúa Giêsu bao phủ tất cả mọi nơi mà chúng con đến. And to cover that all belongs to us. Và bao phủ ra tất cả những tài sản thánh vật thuộc về chúng con. Thank you for your precious blood. Cảm ơn Chúa vì huyết Chúa quý giá của Ngài. Amen. 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 Cảm ơn Praise Chúa. God. Ngợi khen Chúa.